Chương 11 Lợi tốt Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ta cầm kho mấy cái cổ phiếu bên trong, quốc thép chủ doanh nghiệp vụ là sắt thép giả luyện, được kim là kim loại màu giả luyện, mang chấm GAN nhôm thép rôm các loại cũng là nó ác chủ bài sản phẩm, cái khác mấy cái cổ phiếu cũng phần lớn cùng loại, bọn chúng cộng đồng đặc điểm chính là sản phẩm nguyên vật liệu đều cần đại lượng nhập khẩu, hơn nữa cũng là Trung Quốc cùng với khang hiếm tài nguyên khoáng sản những năm gần đây một mực có quảng sắc nhập khẩu miễn thuế hô hào, nhập khẩu khoáng thạch hải vận phí phụ cấp cũng luôn là hết muốn tăng lên. Tổng hợp những tin tức này, tăng thêm cái này mấy cái cổ phiếu kỹ thuật mặt cũng đều không quá nhiều thao tác không gian, cái kia ta liền không nghĩ tới phân thao tác, miễn cho bỏ qua lợi tốt. Lôi hạo đem quan điểm của mình nói ra, đương nhiên, hắn và người khác không đồng dạng như vậy địa phương ngay tại ở, người khác là dùng luận cứ đều suy luận luận điểm, mà hắn là đã biết luận điểm lại quay đầu tìm luận cứ, giữa hai bên có thể nói ngày đêm khác biệt. Giống như là hiện tại, nghe xong Lôi Hạo phân tích, Chu Tuấn Ba bọn họ biểu tình trên mặt cũng có chút cổ quái, nếu như Lôi Hạo có thể có độc tâm thuật năng lực, là hắn có thể biết rõ lòng của mọi người tiếng. Ngươi là đang đùa ta sao? Bởi vì cảm thấy khả năng ra lợi tốt, sở dĩ không nghĩ tới phân thao tác cầm kho cổ phiếu, đây là hộ khách quản lý lời nên nói sao? cơ kim quản lý cũng không dám la như vậy. Thị trường chứng khoán bên trong làm chuyện gì kích thích nhất cũng ngu nhất dưa. Cực lợi tốt. Không hề nghi ngờ, cực lợi tốt phi thường kích thích, mọi người đều say ta độc tỉnh, bao nhiêu khóc huyễn sự tình, nhưng 10 lần đánh cực 9 lần thua, đặc biệt là làm ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hộ khách quản lý, tin tức nơi phát ra con đường cũng chỉ là bản thân từ trên mạng thu được cái kia ba dưa hai táo, cực lợi tốt liền tuyệt đối là ngốc đến mạo phao sự tình chu tuấn ba vốn cho rằng lôi hạo thật sự có tài cái này một hồi lại là không biết làm sao tới tiếp lời hắn nhưng là tự nhận kỹ thuật lưu ngày bình thường liền thường xuyên dễu cật những cái kia cực lợi tốt cổ dân hiện tại hắn lại không biết nói gì không có cách nào a à. lôi hạo phiếu điểm đã lấy ra toàn tuyến phiêu hồng liền bậy ở vậy dù cho không đồng ý cái nhìn của hắn nhưng chứng khoán nghiệp nói cho cùng vẫn là thấy kết quả ngươi được ngươi lên a à. không được đừng ồn ào khụ khụ tiểu lôi cách nhìn nhưng lại thật đặc biệt chu tuấn ba nghẹn thật lâu cuối cùng chỉ có thể pha trò nói tiểu lôi từ nơi nào lấy được tin tức không a à, bản thân tra tin tức lôi hạo vừa cười vừa nói một tia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ chu tuấn ba lập tức lắc đầu tận tình khuyên bảo nói tiểu lôi nghe ca cực lợi tốt loại sự tình này bất làm cho thỏa đáng nhớ năm đó Ta nhập hành lúc cũng hầu như là nghĩ đến cược cái lợi tốt liền kiếm lợi lật, kết quả là còn liền thực sự là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Chu Tuấn Ba thật tâm thật ý nói xong, trong phòng tiếp tân những người khác cũng đều khuyên lên, bọn họ ngược lại cũng không phải có cái gì ý đồ xấu, nếu như là thành phố lớn hướng tốt, bọn họ cũng sẽ không khuyên, nhưng cái này mắt thấy giá thị trường còn muốn trở nên kém, Lôi Hạo cầm không nguyên nhân lại là cảm thấy có thể sẽ ra lợi tốt, vậy thì nhất định phải khuyên. Tiểu Lôi ném rồi a à, toàn bộ thị trường chứng khoán tại bây giờ đánh giá giá trị coi như hợp lý không có lý do ra lợi tốt đúng vậy a à, thị trường chứng khoán bảy liền âm đó là bởi vì chỉnh thể kinh tế tình thế không tốt chấn động tiểu ngã loại tình huống này rất bình thường chỉ cần không sập bàn liền tuyệt đối sẽ không có cái gọi là cứu thị chính sách tục ngữ nói truy trướng không mua ngã tiểu lôi còn là giống như ta các loại thị trường chứng khoán tăng giá a à đại gia nhau nhau nói ra giải thích của mình, cái nhìn của bọn hắn cũng vô cùng đơn giản, lấy bây giờ kinh tế tình thế đến xem, thị trường chứng khoán chấn động ngã xuống là phi thường bình thường sự tình, quốc gia cũng sẽ không ăn no chống đỡ để ý tới cái này chút. Này, ta không nói mâm lớn sẽ thành tốt. Lôi hạo cười cười, nói. Ta chính là cảm thấy cái này mấy cái cổ phiếu có làm thủ lĩnh, mâm lớn sẽ như thế nào, ta khả nhìn không ra đến. Mâm lớn không thay đổi tốt, cái cổ nghĩ trướng thì càng khó rồi. Chu Tuấn Ba tiếp tục khuyên, kết thúc rồi lại nói. Bất quá thị trường chứng khoán nếu như tiếp tục hẹp bức chấn động, mặc kệ dân lên là ngã, từ kỹ thuật mặt đến xem, cơ hội kiếm tiền cũng không thiếu được, tiểu lôi ngươi bây giờ làm tê không, nhất định có thể ép nhẹ vốn. Lôi hạo lắc đầu không nói gì, hắn hiện tại xem như cảm nhận được nước Mỹ cổ thần câu nói kia ý cảnh. Người khác điên cùng lúc ta sợ hãi, người khác tuyệt vọng lúc ta tham lam. Thành phố lớn không tốt, đồng sự đối với lợi tốt xuất hiện cầm nhìn suy thái độ, chỉ có lôi hạo biết rõ lợi tốt đem phải xuất hiện, ở những người khác cũng không coi trọng quốc thép các loại mấy cái cổ phiếu thời điểm, hắn cảm thấy mình tự như chỉ sói đói, chính chảy nước bọt chờ lấy tiệc lên bàn. Lôi hạo không tiếp nhận Chu Tuấn Ba đề nghị, cái sau lại là cấp bách. Mắt thấy mâm lớn gần đây chèo chống vị sắp bị đột phá, Chu Tuấn Ba mặt đều có chút đỏ lên, nói tiểu lôi ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu lại ngã xuống đi trừ long thịnh cao khoa ngươi cái khác cổ phiếu đều muốn phá chi phí dây rồi không có việc gì bọn chúng hội trướng trở về lôi hạo ngữ khí chém đinh chặt sắt theo người khác lại là bốc lên ngu đần bởi vì có sáng sớm hội sự kiện kia lại thêm tất cả mọi người trò chuyện lâu như vậy chu tuấn ba tự giác cùng lôi hạo quan hệ càng tiến lên một bước hắn nói chuyện dần dần mang tới chút chỉ tiết trèn sắt không thành thép ngữ khí tiểu lôi ngươi người này thực sự là quá cưỡng đầu tư cổ phiếu chuyện này kiên kỵ nhất không nghe khuyên bảo ngươi xem ngươi cái này cầm kho hơn vạn coi như ngã một phần trăm đó cũng là mấy trăm đồng tiền tổn thất lão chu đừng lo lắng a à. tiểu lôi thế nhưng là có long thịnh cao khoa đặt cơ sở ngã một chút liền ngã một chút không cần sầu nói thì nói như thế nhưng tiểu lôi thế nhưng là cầm cái này mấy cái cổ phiếu đến cùng hà mập mạp chống đối nếu là ngã trên mặt mũi không dễ nhìn a à. làm khách hàng quản lý còn muốn cái rắm mặt mũi chính là sợ hà mập mạp phải dùng việc này vâng vê tiểu lôi chụp mấy trăm khối tiền tiền thưởng hỏi ngươi có sợ hay không cùng là như vậy tính toán ra tiểu lôi còn là ném phù hợp bên này mấy trăm bên kia mấy trăm hợp lại liền hơn một ngàn bù đắp được trên một tháng giữ gốc tiền lương đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình lôi hạo nghe đã cảm thấy việc này có chút bất thường a à? rõ ràng là hắn cổ phiếu của mình làm sao những người này so với hắn còn cấp bách thậm chí có loại hắn không rõ kho liền thật xin lỗi nhân dân tư thế lôi hạo muốn mở miệng trong lúc nhất thời hắn lại tìm không thấy ngôn ngữ tất cả mọi người thế nhưng là vì tốt cho hắn nếu là hắn không thức thời cái kia giữa đồng nghiệp hữu ái còn cần hay không rõ ràng kho làm sao có thể lôi hạo có thế vẫn chờ cái này mấy cái cổ phiếu kiếm tiền đâu. Đang lúc lôi hạo nghĩ đến làm sao tại không thương tổn đến mọi người mặt mũi điều kiện tiên quyết trả lời những vấn đề này thời điểm, thị trường chứng khoán phong vân đột biến. Đầu tiên là quốc thép, sau đó là được kim, tiếp theo là cái khác mấy cái cổ phiếu, bọn chúng nhau nhau giống đánh kích thích tố một dạng hướng lên trên bảo tác, số lớn mua bàn phản phất không cần tiền, nên đến những người chơi cổ phiếu choáng đầu hoa mắt. Một phần trăm, phần trăm 3% trăm 4% mãi cho đến phần khoảng chừng mấy cái cổ phiếu mới khó khăn lắm ổn định giới vị nhiều không song phương vây quanh phần tốc độ tăng giới vị tiến hành quyết đấu mua bàn ngũ cấp cùng bán bàn ngũ cấp giới vị bên trên xuất hiện số lớn tờ đơn thay đổi bất ngờ thời khắc trong phòng tiếp tân tất cả mọi người đều nghẹn ngào nhìn xem cái kia không ngừng nhảy giá cổ phiếu con số trong lòng bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ thực ra lợi tốt rồi cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh and xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Tin tức mới Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lôi hạo cầm kho mấy cái cổ phiếu nhau nhau dâng lên, nhưng nhất làm cho người than một kết thiệt là mầm lớn thế mà cũng dần dần tiết trời ấm lại, không bao lâu liền trở về hôm qua báo cáo cuối ngày vị trí bên trên, hôm nay chỉ số đường công lập tức bày biện ra một cái nho nhỏ vê hình. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ, mới vừa rồi còn là xanh hóa cục tại giảng đạo thiên hạ, trong nháy mắt hồng quân liền đoạt nửa giang sơn, chu tuấn ba đám người thấy vậy gọi là một cái trận mắt hốc môn chu tuấn ba đám người lấy lại tinh thần lại nghĩ một hồi bọn họ vừa rồi đối với lôi hạo thuyết phục không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt biểu lộ xấu hổ sau khi cũng mang theo nồng nặc kinh ngạc lại còn nói bên trong chu tuấn ba đám người xấu hổ từ trong lòng rút đi trong đầu lại hiện ra lôi hạo đối với giá thị trường phân tích như loại này một bộ phận cái cổ cấp tốc dâng lên tình huống tuyệt đối là ra lợi tốt chỉ bất quá phải chăng vì là lôi hào nói tới cái chủng loại kia lợi tốt đâu? đại gia nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra lấy liên hệ tin tức quốc gia mô phỏng hủy bỏ bộ phận khoáng thạch thuế nhập khẩu nhập khẩu khoáng thạch hải vận phụ cấp tiêu chuẩn có lẽ có đề cao kim loại màu sắt thép giả luyện các loại xí nghiệp từ hải ngoại nhập khẩu nguyên vật liệu chi phí đem có nhất định biên độ hạ xuống giai đoạn thứ nhất tin tức đã đi ra tài chính và kinh tế truyền thông cũng là chút tốc độ tay có thể so với đàn ông độc thân gia hỏa, bọn họ trước tiên liền lấy được tin tức công bố ra. Không cần suy nghĩ nhiều, tin tức vừa ra, tương quan bản khối khẳng định có hoặc nhiều hoặc ít tốc độ tăng, bước kế tiếp để cho chuyên gia gọi thú đi ra ồn ào vài câu, các cơ cấu lại lẫn lộn lẫn lộn, thị trường chứng khoán âm chuyển tin còn thực không phải là không được sự tình. Lôi hạo cũng ở đây nhìn tin tức, nhưng trong lòng của hắn còn tồn lấy nghi hoặc, cái kia một đầu tương lai tin tức viết là quốc gia thực đề cao nhập khẩu mỏ sắt phụ cấp tiêu chuẩn, động tác không có hiện tại lớn như vậy. Tiếp tục xem tiếp về sau, Lôi Hạo liền biết, tin tức này nội dung mặc dù là thật, nhưng vẫn còn có chút tiêu đề đảng. Quốc gia chỉ là cân nhắc tại mấy cái này biện pháp trúng tuyển một bộ phận đến thi hành, cường độ là có, nhưng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Cùng là chứng khoán nghiệp người đều so khỉ còn tin, nếu là cường độ lớn cổ phiếu cũng sẽ không chỉ trướng mấy cái điểm. Lôi hạo nhìn xem đại thể có 5% tốc độ tăng mấy cái cổ phiếu, nghĩ thầm đến. Sau thành phố nên làm thế nào đâu? Giống tình huống như vậy, thị trường chứng khoán sơ bộ tiêu hóa cái này lợi tốt cũng phản ứng tại giá cổ phiếu bên trên, nhưng ở trong đó vẫn là lượng biến đổi tồn tại. Tỷ như chính sách có lẽ không phải 100% ra, giả như vậy như 100% xác suất nên có 10% tốc độ tăng, như vậy 5% tốc độ tăng liền chứng minh thị trường chỉ cảm thấy cái này chính sách áp dụng xác suất có lẽ tại 50% khoảng chừng. Lại tỷ như chính sách muốn làm sao ra cũng có học vấn, là miễn thuế, còn là đề cao hải vận phụ cấp, lại hoặc là từ phương diện khác đối với những xí nghiệp này chính sách nghiêng. Cái này chút đối với giá cổ phiếu đều có ảnh hưởng, kết quả là nhiều không ở nơi này mấy vị bắt đầu giao phong, giảm giá người rút lui, tăng người vào sân, lượng giao dịch lập tức phóng đại lôi hạo cùng những người khác khác biệt tại xác định lợi tốt nhất định sẽ xuất hiện sau khi bây giờ giá cổ phiếu với hắn mà nói đã cơ hồ biến là thấp nhất giá các loại xác định những tin tức này cái này mấy cái cổ phiếu giá cả làm sao cũng sẽ không thấp hơn hiện tại giá giữ đi các loại tin tức tính chân thực bị xác định ta liền trước tiên ném rơi nghĩ đến còn có thể có chút lợi nhuận lôi hạo quyết định được chủ ý trong lòng cũng có khác một cái ý nghĩ nếu như đồng sự nhóm ra đầu còn có lợi nhuận không gian tin tức cái kia ta lại ném cái này mấy cái cổ phiếu đi đổi cổ lôi hạo đình chỉ suy nghĩ lấy lại tinh thần lại cảm giác trong phòng tiếp tân bầu không khí có chút lạ quái mọi người xem ánh mắt của hắn có vẻ hơi khó chịu trường giang sống sau đè sống trước tiểu lôi ngươi lợi hại a à? cuối cùng vẫn chu tuấn ba thủ mở miệng trước là rồi chúng ta nơi này cổ linh ít nhất đều năm năm rồi a à? tất cả đều nhìn suy sau thành phố, còn là người ta tiểu lôi có năng lực. Cho phép mộng hào cũng tự dễu nói. Có dẫn đầu, đại gia nhau nhau tự dễu đứng lên, nguyên lai like bọn họ là tự giác kém chút làm trễ nải lôi hào sự tình, có chút xấu hổ mặt đối với lôi hào đâu. Lôi hào mới phản ứng được, hắn căn bản là không có do dự qua, sở dĩ chuyện mới vừa rồi kia đã sớm dứt bỏ rồi, cái này một hồi mặt đối với đại gia tự dễu, hắn cũng không khinh thường, liên tục an ủi đám người, mặt lại tán một vòng thuốc lá bầu không khí lúc này mới tiết trời ấm lại hút thuốc uống trà trò chuyện nhìn xem phiêu hồng thị trường chứng khoán làm một cái hộ khách quản lý đại gia cảm thấy thời gian này cũng không ai đột nhiên không biết là ai nhớ tới hà an đạo lên tiếng trêu chọc nói cũng không biết hà mập mạp bây giờ là vẻ mặt gì vừa dứt lời đại gia lập tức liền vui không sai a à, hà an đạo muốn cầm lôi hạo để tạo uy tín lại bị lôi hạo ngược lại đem một quân bây giờ nhìn thấy lôi hạo trong miệng mấy cái cổ phiếu cũng lớn trướng vẻ mặt này tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì sự thật cũng là như thế bởi vì tan học lúc lôi hạo kiểm điểm nội dung liền truyền khắp đồng sự nhóm hiện tại cổ phiếu trướng hà an đạo không ngừng uy tín không xây dựng lên thanh danh ngược lại thúi hơn lại một lát sau bởi vì thị trường chứng khoán giá thị trường chuyển biến tốt đẹp trong phòng tiếp tân đồng sự lập tức liền trở nên công việc lưu bù lên không bao lâu, đại gia liền đều có liên lạc hộ khách, lục tiếp theo rời đi công ty đi khai triển công việc, bất quá ai cũng không có lôi hạo bị tán dương nhiều. Làm mấy cái cổ phiếu toàn tuyến dân lên thời điểm, lôi hạo điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng, nhóm khách mới trong kia mười mấy người bên trong có bảy tám người đều gọi điện thoại tới báo tin vui kim hỏi giá thị trường. Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị càng làm cho lôi hạo đi qua uống hai chén tâm sự, mục đích cũng là không cần nói cũng biết, nhất làm cho lôi hạo vui chính là cường tử tìm tới cơ hội đem hắn dẫn kiến cho lão bản lưu hưng đông thời gian liền định vào ngày kia buổi chiều nhưng còn có một vấn đề lôi chấn cường là lấy chơi mạc trượt làm lý do đem lão bản hô tính cả lôi hạo bọn họ còn là tam khuyết một nghe xong cường tử giảng thuật lôi hạo hoàn toàn im lặng trong mắt của hắn lưu hưng đông là một người tài ba lại không nghĩ rằng đối phương lại là một thê quản nghiêm mặc dù lưu hưng đông trong nhà có tiền tại thị trường chứng khoán bên trong tài sản cũng không ít, nhưng tiêu phí cơ bản dựa vào soát thẻ tín dụng, thu chi tình huống hoàn toàn bị lão bà trưởng khống, ưa thích chơi mạt trượt hắn, bài bạn cấp bậc lại là lôi chấn cường cái này giai cấp thợ thuyền. Thế gian sự tình thực sự là không thiếu cái lạ, lôi hạo rất im lặng, quay về chỗ ở thay quần áo, chuẩn bị đi mã ca quầy rượu cùng ngựa dương hai cái đại ca uống một chén. Ân, ừ, đây là mới chưa đến tin tức, đem trang phục chính thức đổi thành quần áo thoải mái lôi hạo chuẩn bị lúc ra cửa tùy ý cầm điện thoại soát đồng sự nhóm nhưng không ngờ thấy được một đầu khiến trái tim của hắn mãnh liệt khiêu động tin tức đáng chết dân dương ngân hàng cái này mẹ nó coi như ngân hàng cổ cái tin này đằng sau bám vào một tấm ca dây bức tranh ca dây bức tranh a đây chính là ca dây bức tranh lôi hạo huyết dịch lập tức xông lên não bộ đồng sự nhóm hai ngày này cũng xuất hiện mấy đầu chưa đến tin tức nhưng đừng nói strencesso, liền nội dung cũng là nửa điểm tác dụng đều không có. Lôi hạo lúc đầu cho rằng có đầu liên quan tới cái cổ tin tức coi như Phật tổ phù hộ, không nghĩ tới thế mà đến rồi một đầu bổ sung strencesso tin tức, hơn nửa đoạn lại là ca dây bức tranh. Bây giờ là 3 tháng 23 số buổi sáng 10 điểm 07 phân, cái tin này thời gian gửi thì là 3 tháng 30 số buổi sáng 10 điểm 07 phân, như vậy trương này ca dây bức tranh tin tức chính là dân dương ngân hàng tính đến đến 3 tháng 30 số buổi sáng 10 điểm 07 phân giá thị trường. Bật máy tính lên, xác nhận cái tin này thật là đến từ một tuần sau, nhìn nhìn lại trương này ca dây bức tranh tin tức, lôi hạo hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 kế hoạch. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không sai, ngày hôm đó ca dây. Lôi hạo đem Francesco lấy ra so sánh một lần, xác định cái tin này tính chất. Đây là một tấm dân dương ngân hàng ngày ca dây bức tranh, đồng sự đậu đen rau muốn nó không giống ngân hàng cổ nguyên nhân rất đơn giản. Kế tiếp một tuần, dân dương ngân hàng giá cổ phiếu phản phất tại chơi nhảy lầu cơ, lúc bên trên đương thời gọi là một cái kích thích. Phải biết, Ngân hàng cổ từ trước đến nay liền so cái khác cổ phiếu muốn ổn định một chút, dân dương ngân hàng càng là thị trị hơn 1.000 ức quốc hữu ngân hàng, nó giá cổ phiếu lúc bên trên đương thời đúng là nên đậu đen rau muống. Lôi hạo căn bản cũng không biết tạo thành dân dương ngân hàng giá cổ phiếu trên diện rộng ba động nguyên nhân, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cơ hội này là trước mắt hắn chỗ tiếp thu được nhất tin tức có giá trị. Ca dây bức tranh có thể nhìn ra thứ gì đâu? Đáp án dĩ nhiên là bắt đầu phiên giao dịch giá báo cáo cuối ngày giá, giá cao nhất, giá thấp nhất cái này bốn cái giá cả, bình thường mà nói, cái này bốn cái giá cả nhìn thì nhìn, nhiều lắm là đối với sau thành phố có chút tác dụng tham khảo, nhưng chống cự không nổi lôi hạo nhìn là một tuần sau ca dây bức tranh A. Bây giờ là 3 tháng 23 số thứ tư buổi sáng 10 điểm 07 phân, lôi hạo thấy là 3 tháng 30 số cuối tuần 3 buổi sáng 10 điểm 07 phân ca dây bức tranh. Khấu trừ ra 26 số cùng 27 số nghỉ ngơi 2 ngày, Trương này Strenseso đằng sau năm cái ngày ca dây liền đại biểu cho 23 số, ngày 24, 25 số, 28 số cùng 29 số giá cả xu thế, ngay cả 30 số buổi sáng 10 điểm 07 phân phí trước giá cả cũng nhìn một cái không sót gì. Lôi Hạo dứt bỏ rồi tất cả mọi chuyện, đem tấm này Strenseso cùng dân Dương ngân hàng bây giờ ca dây bức tranh tiến hành so đúng, hắn thậm chí thật nhiều lần đem con mắt đều dán vào màn ảnh máy vi tính trước mặt của tốn hao hơn 20 phút về sau, cuối cùng đem mấy ngày này giá cả đều nhớ kỹ. Đáng tiếc có mấy đầu cùng giá dây chặn lại một chút xíu, bằng không thì còn có thể chuẩn xác hơn. Lôi hạo nói một mình nói xong, lại lắc đầu tự dễu hắn lòng tham không đấy. Dù sao dao động đủ lớn, chỉ cần tại giới vị bên trên bảo hiểm một chút, ảnh hưởng cũng không lớn. Nghĩ xong cái này chút, lôi hạo nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã là 10 điểm 30 phân, khoảng cách buổi trưa bàn nghỉ ngơi còn có một cái giờ, hắn mới nhớ núi cùng Dương Trật Nghị đều đang chờ đây. Lôi hạo vội vàng ra cửa, nhớ tới dân Dương Ngân hàng hôm nay hiện tại giá cùng sắp tối biến động, trong lòng của hắn yên lặng có quyết định. Buổi sáng 10 giờ rưỡi Dương Thành không kẹt xe, 10 cây số ra mặt lộ trình, lôi hạo đánh cũng liền xài 20 phút đồng hồ không đến, lúc này khoảng cách thị trường chứng khoán buổi trưa bàn nghỉ ngơi còn có 40 phút đồng hồ. Cho đi tiền xe, Lôi hạo đi vào một gian tên là Ngũ Quý Quầy Rượu, đây là mã nguyên sơn tài sản, khoảng cách lôi hạo trường học của Việt tỉnh tài chính và kinh tế học viện chỉ có một cái giao lộ. Lúc này không phải quầy rượu buôn bán thời gian, Ngũ Quý Đại Môn lại là mở rộng ra, lôi hạo thuần thục đẩy cửa đi vào, đi qua một đầu ngắn ngủn lối đi nhỏ. Trước mặt liền thấy Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị hai người đang chờ tại ca trên đài nói chuyện phím. Lôi hạo trong lúc học đại học ngay tại ngũ quý quầy rượu kim chức, cũng nhiều lần cùng Mã Nguyên Sơn tại quầy rượu thời gian nghỉ ngơi chuyển cái bàn đến ca trên đài uống rượu nói chuyện phím, lúc này lần nữa mặt đối với cái này một màn quen thuộc, trong lòng của hắn cảm thấy có chút ấm áp. Mã ca, dương ca, làm sao uống rượu giải sâu đâu? Bốn bề vắng lặng, các ngươi nên mang theo microphone này ca ném chai rượu mới đúng a. À? Lôi hạo đi tới, tại đã sớm vì hắn chuẩn bị xong trên ghế ngồi xuống. Thật đúng là đừng nói, Lúc này không phải buôn bán thời gian, trong quán ba liền ba người bọn họ, chuyển bạn lớn ngồi ca trên đài uống rượu, cảm giác này cũng chỉ có một chữ. Sảng khoái. Hơn nữa quầy rượu không những người khác, công trình cái gì đều đầy đủ, bọn họ còn có thể tại ca trên đài vừa uống rượu bên cạnh đùa nghịch rượu điên, ca hát ném chai rượu loại hình sự tình cũng không phải chưa làm qua. Tới ngươi, nếu là mảnh vụn thủy tinh thu thập không sạch sẽ, lại cuốn tới khách nhân ngươi ra tiền thuốc men A. À mã nguyên sơn cười mắng lại nói để cho người ta dọn dẹp cho nhiều một ngày tiền lương ca hiện tại cũng không muốn làm cái này chút việc ngốc lôi hạo trong đầu lập tức hiện lên những cái kia hoang đường chuyện cũ cười nói mã ca hiện tại không muốn làm đợi chút nữa uống nhiều quá liền làm được rồi u a ta còn không biết lão mã cùng tiểu lôi các ngươi cuộc sống trước kia đặc sắc như vậy a à? dương trật nghị ở bên cạnh lắc đầu nói đáng thương ta trước kia mỗi ngày lăng thần liền đứng lên điểm hàng lao lực rất a lão dương ngươi cũng đừng hô đắng ta và tiểu lôi lúc trước một ngày kia là ba điểm trước ngủ ngươi lăng thần rời giường chúng ta mẹ nó lăng thần đều không nhất định có thể ngủ mã nguyên sơn đậu đen rau muốn lấy đồng thời tán một vòng khói lôi hạo thuần thục dùng bật lửa này ra khui chai bia đóng uống vào bia đang chuẩn bị đem thoại để dẫn hồi thị trường chứng khoán bên này Dương Trật Nghị liền trực tiếp cho hắn một cái trợ công. "Sở dĩ a, à, muốn ta nói còn là tiểu Lôi nghề nghiệp này tốt, người bình thường 9 giờ tới 5 giờ về, hắn làm được tốt, hướng chín muộn ba là được rồi." Dương Trật Nghị nói ra. Mã Nguyên Sơn Sát có việc gật đầu. "Không sai a, à, ngươi xem tiểu Lôi hỉ khí Dương Dương bộ dáng, mấy ngày này khẳng định không ít kiếm lời, không nên không nên, đêm nay tiểu Lôi ngươi nhất định phải ở chỗ này mời một lượt." "Ai nha, mã ca Dương ca các ngươi còn không biết xấu hổ nói a à, ta tận tình khuyên bảo khuyên các ngươi bao nhiêu câu lấy tiền của các ngươi lượng muốn là theo chân mua đừng nói một lượt đặt bao hết đều là chuyện nhỏ a à. lôi Hạo nhúng vai nói ra mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật nghị trên mặt lập tức đều hiện lên ra đau lòng biểu lộ bọn họ cũng hối hận A à, Long Thịnh Cao khoa đến bây giờ đã liên tục ba cái trúng liền quất thép mấy cái cổ phiếu hai ngày này cộng lại cũng có tiếp cận 6% chỉnh thể tốc độ tăng, bọn họ làm sao lại không có nghe lôi hạo thì sao đây? Nhớ tới cái này hai lần sự tình, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị đau lòng mặt đều rút, bọn họ liếc nhau, làm bộ đáng thương đập xuống cái bình, riêng phần mình uống một hớp lớn bia, sau đó cố ý giả ra, nịnh nọt, biểu lộ, nhìn về phía lôi hạo. Tiểu lôi A, à, ngươi cảm thấy Dương ca đối với ngươi như vậy. Dương Trật Nghị mở miệng nói lão hổ a mã ca đối với ngươi không thể nói a mã nguyên sơn cũng phù hợp nói hai người đồng thời mở miệng tục ngữ nói quá tam ba bận ngươi nói lần một lần hai chúng ta không có nghe cái này lần thứ ba ca ca lại không nghe chính là tôn tử hợp lấy ca hai cái là tính toán kỹ a lôi hào nói ra liên nghĩ một hồi hắn không tới trận phía trước tình cảnh hai cái hối hận đại nam nhân uống rượu giải sầu trang diện kia khẳng định rất thú vị thế đạo gian nan a mã ca ta đây phá quầy rượu trừ đi chi tiêu trong sáng lợi nhuận còn chưa đủ cho nhi tử mua sữa bột mã nguyên sơn giang tay ra nói lão dương cái kia phá sạp trái cây cũng là một bộ đóng cửa dạng ca hai cái bây giờ chiến trường chính là thị trường chứng khoán a không hổ là làm lão bản người da mặt này nói không cần là không cần lôi hạo xem như phục mã nguyên sơn nhưng là hắn cũng biết mã nguyên sơn cùng dương trật nghị hai người đang nói đùa muốn thực để bọn hắn vứt bỏ thực nghiệp đi chơi chứng khoán, cái kia tuyệt đối không thể có thế. Nếu như không có vừa rồi tấm kia ca dây bức tranh, lôi hạo lần này mục đích liền vô cùng đơn giản, đơn giản chính là để cho ngựa dương nhị người nhập thị mua vào quốc thép cái kia mấy cái cổ phiếu, kiếm lớn không có khả năng, nhưng có chút ít lợi cũng là 10 phần chắc chính sự tình. Chỉ là hiện tại lôi hạo lại là từ bỏ ý tưởng ban đầu, hắn cân nhắc mở miệng nói quốc thép cái kia mấy cái cổ phiếu vẫn là nhất định dâng lên không gian, ta xem trọng bọn chúng sau thành phố. Gặp Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị một mặt ý động biểu lộ, lôi hào lần nữa nói. Chỉ là, ta có cái nguy hiểm lớn nhưng ích lợi cũng lớn vô cùng là kế hoạch, cả hai cái muốn nghe hay không nghe xong. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14. Đánh cược một lần. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Kế hoạch gì? Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị trăm miệng một lời hỏi. Dân Dương Ngân Hàng. Lôi hạo trong lòng có chút kích động, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, nói. Ta nghĩ lấy nó làm siêu ngắn dây, trong lúc đó xen kẻ một chút đầu tư bỏ vốn dung khoáng, hẳn là biết không sai. Ngân hàng cổ. Siêu ngắn dây. Đầu tư bỏ vốn dung khoáng. Ngự dương nhị người có chút ngay người. Nói như vậy, cầm cổ thời gian tại một trong vòng một tuần đoạn tuyến thao tác liền được xưng là siêu ngắn dây, mà đầu tư bỏ vốn dung khoán loại vật này khả năng tiếp xúc người tương đối ít, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị cũng đều tiếp xúc qua, mỗi người bọn họ chứng khoán tài khoản tài sản đều qua 7 chữ số, cũng đã sớm khai thông đầu tư bỏ vốn dung khoán tư cách. Tất cả mọi thứ tách đi ra, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị đều hiểu, nhưng kết hợp lại thao tác phương thức vậy coi như nhiều đi, hơn nữa ở trong đó liên quan đến đồ vật coi như phức tạp nhiều, lôi hạo một người khách hàng quản lý có thể làm định sao nói thế nào? Cứ việc Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị sắc mặt là lạ, hỏi lên tiếng. Ta cảm thấy dân Dương Ngân hàng gần đây giá cổ phiếu ba đồng sẽ khá lớn, lợi nhuận không gian hẳn rất không sai. Lôi hạo lấy lại bình tĩnh nói ra. Tại thu đến tấm kia ca dây mưu toan trước, lôi hạo vốn là kế hoạch tương đối xu thế ổn, ý nghĩ của hắn chính là phát triển khách hàng lớn, tranh thủ đổi cái chức vị để cho hộ khách đem tài chính giao cho trong tay hắn, sau đó lại cùng lưới kịch nói như vậy lên làm ceo thắng được tướng mạo xinh đẹp từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong tại trong lúc này lôi hạo khẳng định phải cho ra một chút tin tức để cho hộ khách lợi nhuận ước chừng tới một bảy tám lần hắn có lẽ vật chất bên trên thu hoạch ít một chút nhưng chức vị nhất định sẽ hướng về phía trước bước thêm một bước chẳng qua là khi dân dương ngân hàng ca dây bức tranh xuất hiện ở trước mắt thời điểm lôi hạo lập tức liền quyết định sửa chữa một lần quy hoạch Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức này vừa xuất hiện, lôi hạo nhịp bước tiến tới đủ để từ chạy chậm biến thành vì là quá gian đường sắt cao tốc. So sánh lớn là bao lớn. Nhớ tới lôi hạo cái này hai lần ít lợi, mã nguyên sơn hứng thú. Ta là nói dao động có thế có thể so sánh lớn, không phải xem trọng nó sau thành phố. Lôi hạo nghe xong mã nguyên sơn hưng phấn ngữ khí, lập tức nói bổ sung. Mà nói đến nơi đây, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị liền không có nhiều hứng thú, hai người bọn họ mặc dù thị trường chứng khoán tài sản không ít, nhưng thủ pháp vẫn thật là rất đơn giản, đơn giản là xem trọng con nào liền mua bưng bít lấy chờ thêm trướng, giá thị trường biến hóa liền ném, dao động bên trong ẩn núp lợi nhuận không gian, bọn họ thật đúng là không chạm qua. Lôi hạo cũng đã sớm dự liệu được cái này phản ứng của hai người, hắn đè xuống trong lòng tâm thần bất định, mở miệng nói. Ta là nghĩ như vậy, nếu dân dương ngân hàng giao động khá lớn, mã ca tài khoản của ngươi cũng khai thông đầu tư bỏ vốn dung khoáng tư cách, cái kia. Có thể đem tài khoản bên trong một chút tài chính cho ta mượn vận hành sao? Hắc, tiểu tử ngươi có phải hay không sớm liền định tốt rồi? Mã Nguyên Sơn chỉ lôi hạo cười nói. Một trăm nghìn tám mươi nghìn, ngươi trước cầm lấy đi dùng là được. Tài khoản bên trong tư giờ này nếu không phải bản nhân lại không có thể ngân hàng, cái kia là thế nào cũng không bỏ ra nổi tiền đến, Mã Nguyên Sơn mở miệng 100 nghìn 80 nghìn, trừ phi lôi hạo không may đến liên tục ngã ngừng, bằng không thì liền tương đối cho mượn đi không đến 10 nghìn mà thôi. Mã ca, 100 nghìn 80 nghìn không đủ. Lôi hạo đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, hắn và Mã Nguyên Sơn quan hệ quả thật không tệ, nhưng quan hệ đến kim chuyện tiền bạc, hai người vẫn chưa tới quá thân mật cấp độ. Người muốn bao nhiêu? Mã Nguyên Sơn kinh ngạc hỏi. Lôi hạo lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra bản thân chứng khoán tài khoản, chỉ phí trên tài sản số liệu, mở miệng nói. Mã ca, ta chỗ này có 50.000 nhiều 60.000, dựa theo trướng điệt ngừng 10% đến tính toán, cùng ngươi mượn cái 60 vạn đến liệu một phát được không? Tiểu tử ngươi chơi lớn như vậy. Mã Nguyên Sơn trên mặt kinh ngạc biểu lộ càng sâu. Dương Trật Nghị cũng hợp thời chen lời vào nói tiểu lôi, đừng quá xúc động. Người dương nhị người đều biết lôi hạo tình huống, làm một cái trong lúc học đại học còn cần đi ra vừa học vừa làm nông thôn em bé, trên người hắn thậm chí còn cổng giúp học tập vay tiền nợ nần không hoàn toàn trả hết nợ, một ngày năm sáu chục ngàn trên dưới tròn và khuyết, đối với lôi hạo mà nói dùng xúc động hai chữ để hình dung, đã coi như là ôn nhu. Lão hổ, thị trường chứng khoán thứ này tuy nói có kiếm lời có thua thiệt, nhưng người cũng coi như nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp rồi à, hẳn phải biết cái này trong chợ là cá lớn nuốt cá bé, vận khí khả năng giúp đỡ lần một lần hai, nhưng không cách nào cam đoan một đường đường bằng phẳng. Không đợi Lôi Hạo nói chuyện, Mã Nguyên Sơn lần nữa thuyết phục. Lôi Hạo gật gật đầu, nói. Mã ca, ta biết, nhưng lần này ta không phải tại tìm vận may, hoặc có lẽ là vận khí chiếm cứ nhân tố rất nhỏ. Ân. Nghe lời này. Dương Trật Nghị sau Mã Nguyên Sơn đi đầu một bước kịp phản ứng, nói tiểu lôi ngươi đây là có tin tức con đường sao dương trật nghị nói xong mã nguyên sơn cũng là mở to hai mắt hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm lôi hạo nhìn đúng vậy a à. lôi hạo sát có việc gật đầu liền thấy mã nguyên sơn cùng dương trật nghị biểu lộ lập tức cùng vừa rồi khác nhau rất lớn từ hết sức thuyết phục biến thành lâm vào suy nghĩ lôi hạo cũng không cảm thấy hắn đang nói láo từ đồng sự nhóm thu hoạch chưa đến tin tức chẳng lẽ không thể xem như có tin tức con đường sao khẳng định tính a chỉ là cùng ngựa dương hai người lý giải không giống nhau thôi lôi hạo mục đích cũng vô cùng đơn giản hắn tài sản tình huống đưa đến rất khó hưởng dụng thị trường chứng khoán đòn bẩy sản phẩm mà cái này một cơ hội duy nhất lại quá hiếm có hắn liền đem mục tiêu chuyển dời đến mã nguyên sơn cùng dương trật nghị trên người ngựa dương hai người cũng là có chút tài sản cho mượn mấy chục vạn căn bản không có vấn đề gì cả lôi hạo mục tiêu còn là dân dương ngân hàng dạng này mâm lớn cổ ngũ cấp mua bán trên bàn tùy tiện một ngăn cũng là hơn vạn tay tờ danh sách mấy trăm ngàn tài chính ra vào rất tiện vô hình liền thấp xuống phong hiểm hẳn là có thể được lôi hạo lần nữa ở trong lòng cho mình động viên rất nhanh hắn liền thấy mã nguyên sơn đầu tiên hạ quyết tâm lão hổ ta có thể mượn ngươi một trăm vạn nhưng hao tổn đạt tới 100.000 thời điểm, ngươi muốn rõ ràng kho đi ra, có thể. Đường núi. Xấu xí nói trước, nếu như đến lúc đó ngươi không rõ kho, ta liền sẽ trực tiếp nhúng tay bản thân thao tác. Không có vấn đề. Đạt được mục đích, lôi hào khó nén kích động trong lòng, nói. Nếu như thua thiệt, ta sẽ đem tài khoản bên trong cổ phiếu rõ ràng kho sách hiện tại, trước lắp lên ngựa ca ngươi bên này sổ sách. Lôi Hạo không cách nào không kích động, với hắn mà nói, lần này nhập thị nhất định là kiếm bộn không lỗ, có Mã Nguyên Sơn cái này 100 vạn, hắn món tiền đầu tiên cuối cùng là có chỗ trong cậy. Chỉ bất quá Lôi Hạo cũng vô cùng rõ ràng, Mã Nguyên Sơn chắc chắn sẽ không đem đại lượng tiền mặt cho hắn mượn, cái này 100 vạn chỉ có thể ở đối phương tài khoản bên trong tiến hành thao tác, hơn nữa nếu như hắn tiền kỳ không thuận lợi, Mã Nguyên Sơn rất có thể sẽ kêu dừng. Chớ nóng vội, lão hổ a Mã ca đối với ngươi không tệ chứ, ngươi nếu đều muốn 100 vạn đi thao tác, nhiều cái 100 vạn cũng giống như vậy rồi. Mã Nguyên Sơn cười hì hì nói ra. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời nha. Cũng tính ta một người. Dương Trật Nghị cũng vừa cười vừa nói. Trước có Long Thịnh Cao Khoa, sau có Quốc Thết, được Kim, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị mặt ngoài không nói, kỳ thật trong lòng đối với lôi hạo tin tức nơi phát ra vẫn còn có chút đoán, lần này nhìn thấy lôi hạo lòng tin tràn đầy bộ dáng, bọn họ có thể nào không trộn lẫn một cước. Lui mười nghìn bước mà nói, lôi hạo cái này tiểu tử nghèo còn không sợ thua, mã nguyên sơn cùng dương trật nghị há lại sẽ không nở mấy vạn khối tròn và khuyết. Không có vấn đề. Lôi hạo gật gật đầu đáp ứng, cho tới bây giờ, sự tình phát triển cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Vạn sự khởi đầu nan, mấy ngày kế tiếp hẳn là biết là lôi hạo trong đời trọng yếu nhất thời gian, thành là vương bại là khấu. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 dùng khoáng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dương Trật nghị tài khoản không đi mở dàn xếp tư dùng khoáng tư cách, cuối cùng hắn chỉ có thể chuyển 100 vạn đến mã nguyên sơn tài khoản bên trong, cứ tính toán như thế đến, ngựa dương nhị người các 100 vạn tăng thêm cấp cho lôi hạo 100 vạn. Lôi hạo phát hiện mình vậy mà chủ trì vận hành 300 vạn tài chính. Cùng một chỗ thao tác đi, tròn và khuyết phân 3 phần. Lôi hạo nghĩ nghĩ nói ra, lập tức liền được Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị đồng ý. Tài chính tập trung đến một cái tài khoản sẽ để cho linh động tính gia tăng, sổ sách lại liền không thể tách ra tính, lôi hạo nhưng cũng không phải rất để ý, dân dương ngân hàng để đủ lớn, dựa theo nó giờ phút này 4. 23 giá thị trường, 300 vạn liền nó mua một bán một tờ danh sách đều quét không hết. Mẹ, đầu bị ngân hàng hợp thành cái khoản còn muốn gọi điện thoại đến phiền ta. Tại lôi hạo nhìn bạn thời điểm, Dương Trật Nghị tiếp xong điện thoại, đậu đen rau muốn một câu sau đem đầu duỗi tới, nhìn xem dân dương ngân hàng phóng đại giá thị trường, hắn buồn bực nói. Này cũng trướng 5%, hôm nay xem ra không đùa. Không nhất định a. À. Lôi hạo có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay càng là toát ra từng tia từng tia mồ hôi, nhưng trên mặt ý cười không giảm, nói. Nó đã đến cao vị. Dương Trật Nghị không chơi qua đầu tư bỏ vốn dung khoáng, sở dĩ không biết giá cổ phiếu cao vì sau giảm giá cũng là có thể kiếm tiền, Mã Nguyên Sơn lại là biết rõ, ngay ở bên cạnh giải thích. Cái gọi là đầu tư bỏ vốn dung khoán kỳ thật vô cùng đơn giản. Đầu tư bỏ vốn chính là cùng công ty chứng khoán vay tiền mua cổ phiếu, cuối cùng còn là tiền, tỷ như ngươi nắm giữ thị trị 100 vạn cổ phiếu, ngươi cảm thấy cái này cái cổ phiếu hội trướng, muốn mua nhiều một chút lại không có tiền, làm sao bây giờ? Cùng công ty chứng khoán vay tiền cầm 100 vạn cổ phiếu làm thế chấp, nhiều nhất có thể cho mượn 100 vạn đến lại mua nhập cái này cái cổ phiếu, dạng này người chính là dùng 100 vạn tài chính nắm giữ 200 vạn cổ phiếu, nếu như cổ phiếu thực trứng 10%, người ném rơi cổ phiếu sau muốn đem 100 vạn còn trở về, nhưng người kiếm lời không sai biệt lắm 20 vạn, sở dĩ đầu tư bỏ vốn là tăng. Dùng khoán thì là mượn khoán còn khoán, tỉ như ngươi cảm thấy dân Dương ngân hàng muốn ngã, làm sao bây giờ? giảm giá kiếm tiền sao? Đương nhiên là có, lúc này ngươi tài khoản nếu có 100 vạn, liền có thể cùng công ty chứng khoán nhiều nhất mượn được thị trị 100 vạn cổ phiếu, sau đó tại cao vị đem cổ phiếu ném ra. Đợi đến cổ phiếu ngã, ngươi lại thấp giá từ thị trường mua vào ngang nhau số lượng cổ phiếu trả lại công ty chứng khoán, nếu như đánh dấu cổ ngã ngừng, ngươi lúc đó mượn tới thị trị 100 vạn cổ phiếu, lúc này chỉ cần dùng 90 vạn liền có thể mua được, ngươi liền kiếm lời 100 nghìn sở dĩ dung khoán là giảm giá. Đương nhiên, công ty chứng khoán không phải cơ quan từ thiện, vô luận là vay tiền vẫn là mượn khoán đều cần cho hắn lợi tức, dựa theo hiện tại 8. 6% lãi hàng năm tính toán, 10.000 khối mượn một ngày muốn cho hai. 36 nguyên, 100 vạn nhất trời chính là 236, 300 vạn nhất thiên là 708. Từ tấm kia tương lai ca dây trong bản vẽ, Lôi hạo biết rõ dân dương ngân hàng hôm nay giá cao nhất đại khái tại 4. 3 ra mặt, giá thấp nhất thì là không đến 3. 8. Lúc này nó giá thị trường là trướng 5% đạt tới 4. 23. Hơn nữa cho đến trước mắt nó hôm nay giá cao nhất cùng giá thấp nhất theo thứ tự là 4. 24 cùng 3. 98. Chuỗi này tin tức để cho lôi hạo hiểu rồi dân dương ngân hàng vào hôm nay còn không có đụng vào qua giá cao nhất cùng giá thấp nhất như vậy vấn đề đến rồi, ứng nên làm thế nào đâu. Lôi hạo liền không cần nghĩ, cứ dựa theo bản thân đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch, tại bốn. Ba giới vị thử nghiệm dung khoáng, mức A, tự nhiên là 300 vạn toàn bộ ném vào. Ta dựa vào. Nhìn thấy lôi hạo thao tác, đang cùng Dương Trật Nghị giảng giải đầu tư bỏ vốn dung khoáng kiến thức mã nguyên sơn kém chút để cho bia từ lỗ mũi phun ra ngoài, lão hổ ngươi khiến cho hung ác như thế A. Dung khoáng chính là giảm giá rồi, nói cách khác nếu như dân dương ngân hàng giá cổ phiếu đạt tới 4. ba thời điểm, cái này chút tờ đơn liền có thể thành giao, nếu như nó tại 4. ba giới vị rơi xuống, chúng ta liền kiếm lời, đúng không? Dương Trật Nghị mở miệng nói. Ơn, dung dùng khoáng cũng là cần thông qua thị trường chứng khoán đến tiến hành giao nhận, ta trước treo đơn, miễn cho đến lúc đó tờ đơn xếp tại cuối cùng. Lôi hạo tùy ý giải thích một câu, ánh mắt lại chăm chú nhìn dân dương ngân hàng giá thị trường biến hóa. Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị liếc nhau, trong lòng đều có chút thất thượng bác hạ, bọn họ đến bây giờ mới biết lôi hạo thủ pháp cùng bạo như vậy, đây chính là 300 vạn A, à. bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được tiền, lôi hạo cứ như vậy nhẹ nhàng ném vào. Nếu là nó trướng, chúng ta muốn thua thiệt bao nhiêu? Dương Trật Nghị thấp giọng hỏi. Đồng ngôn vô kỵ, gió lớn phá đi, nó khẳng định phải ngã. Mã Nguyên Sơn rất khinh bỉ Dương Trật Nghị một chút. Coi như nó nghĩ trướng, cũng ít nhiều không gian, lấy bây giờ giới vị, dần dường ngân hàng lý luận dần lên không gian là 5%, ngã xuống không gian là 15%, bao kiếm lời rồi. Đồng ngôn vô kỵ con em ngươi, ca ca này tuổi 33. Dương Trật Nghị đậu đen rau muốn trở về, theo thói quen cùng Mã Nguyên Sơn lẫn nhau hủy đi lên đại đến. Tiểu lôi tờ đơn này trước tiên cần phải chờ nó giá cổ phiếu đến 4 ba mới có thành giao khả năng đi, nó bốn. Ba sau còn được ngã trở về mới có kiếm lời đúng không, nghe thật là khó dáng vẻ. Ngươi hiểu cái bướm đây này, đây chính là chúng ta ngủ quý quầy rượu đi ra chân hán tử, không độ khó sự tình căn bản cũng không thèm tại đi làm. Ai nhà ta liền không phục, ngựa thua thua, ngươi đầu tư cổ phiếu kiếm bao nhiêu a? À? Cùng ta tranh cãi. Dương thực vật, ngươi là không phục sao? Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị hai người cùng tại nhóm bên trong một dạng, hai câu ba lời sau lập tức bắt đầu lẫn nhau tổn hại, lôi hạo lại không tâm tình đi nghe bọn hắn đùa giỡn, đây chính là 300 vạn, trong đó hắn phụ trách tròn và khuyết tỷ lệ chừng một phần ba. Đối với ngựa Dương Nghị người mà nói, 100 vạn tròn và khuyết nhiều lắm thì 100 nghìn mỗi ngày, lấy lôi hạo thủ pháp, hôm nay trên lý luận to lớn nhất hao tổn con số là mỗi người 50 nghìn, cái này nhiều lắm là chỉ là có chút đau lòng. Đối với lôi hạo mà nói, 50.000 hao tổn đủ để cho hắn một buổi sáng trở lại trước giải phóng, hơn nữa đây căn bản cũng không phải là 50.000 sự tình, mà là ca dây bức tranh phải chăng chính xác vấn đề. Thua thiệt, đại biểu không chỉ là thua tiền, còn đại biểu cho ca dây bức tranh không thể dùng, kiếm lời, cái kia đến một lần vừa đi cũng không phải là 50.000 số lượng nhỏ, càng có thể kiên định lôi hạo lòng tin. Lôi hạo rất khẩn trương, dù cho có phía trước hai lần chuẩn xác tin tức, hắn vẫn là khẩn trương, mặc dù khả năng tính thất bại rất thấp, nhưng này một chút bóng mờ cũng đủ để ép đến hắn không thở nổi. Khoảng cách buổi trưa bàn nghỉ ngơi còn có mười mấy phút, nó lại ở 11 giờ nửa chi đạt tới trước địa vị cao nhất sao? Nó hẳn là biết tại 11 giờ nửa chi đạt tới trước địa vị cao nhất mới đúng. Lôi hạo ở trong lòng tự hỏi tự trả lời, hắn trầm mặt không nói để cho không khí hiện trường bằng thêm một vẻ khẩn trương, người dương nhị người trong bất tri bất giác cũng an tĩnh lại buổi sáng 11 giờ 23 phân, tại lôi hạo nhìn soi mói, dần dường ngân hàng giá cổ phiếu khó khăn lắm trèo bò tới 4. 30 vị trí, bất quá như loại này mâm lớn cổ, bọn chúng mỗi cái giới vị tờ danh sách đều vượt qua năm chữ số, cũng là hơn trăm vạn cổ mua bán khả năng tồn tại ở này. Bởi vì ngủ tạm thời gian sau phần lớn người đều sớm, sở dĩ ngang nhau giới vị dưới, lôi hạo treo lên tờ đơn thành giao trình tự liền xếp hạng phía trước, ở một cái lớn mua bàn đập sau khi xuống tới, hắn liền hoàn thành một lần này giao dịch. Nhìn xem biểu hiện tại Mã Nguyên Sơn tài khoản bên trong tài sản tình huống, nhìn lại dân dương ngân hàng tại buổi trưa bàn nghỉ ngơi trước vọt tới 4. 32 giới vị, lôi hạo ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên vẫn là bảo thủ điểm, tính toán thời điểm ta đã cảm thấy dân dương ngân hàng giá cao nhất nên tại 4. 32 đến 4. 34 ở giữa, bất quá dạng này cũng tốt, lưu nhất điểm không gian có thể đề cao thành giao hiệu suất. Mặc dù thiệt thòi nhỏ một chút xíu, lúc này lôi hạo ngược lại nhẹ nhàng thở ra. 11 giờ 30 phân, thị trường chứng khoán buổi trưa bàn nghỉ ngơi, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị cũng nhìn ra lôi hạo áp lực rất lớn, rõ ràng hơn quyết định hôm nay thắng bại thời gian liền tại xế chiều, bọn họ nghiêm túc một chút, gọi tới thức ăn ngoài, cùng lôi hạo vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên. Không ăn cơm xong, đầu tư cổ phiếu phần mềm bên trên bể ra một cái tin tức vọt thẳng tán lôi hào khẩn trương. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Lật tay thành mây Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dân dương ngân hành tiết lộ hộ khách tư liệu, trong đó liên lụy tới nhiều tông tài chính lừa dối án kiện, cảnh sát đã dính vào điều tra. Lúc này đúng lúc là giữa trưa 12 điểm nhiều một chút, đầu tiên là một cái trong nghề nổi tiếng trang web vạch trần, sau đó các đại kim dung trang web tại xác định dân dương ngân hành thân phận sau nhau nhau theo vào, đến 12 điểm 30 phân thời điểm, một cái tiếp lấy một cái liên quan tới dân dương ngân hành tin tức bạo đi ra. Hộ khách tư liệu tiết lộ. Không, là bại lộ. Khách hàng bình thường, khách hàng lớn, xí nghiệp hộ khách thậm chí chính phủ tài khoản, theo như dân dương ngân hành. Quản lý tài sản nghiệp vụ thụ trọng thương, dân dương ngân hành. Dân dương ngân hành hoặc hướng chứng giám hội xin lâm thời dừng bài. Lôi hạo ngay từ đầu chỉ là an tâm, cảm thấy dân dương ngân hành tiết lộ hộ khách tư liệu có thể sẽ dẫn đến giá cổ phiếu có một làn sóng ngã xuống, lại sau đó những tin tức kia là để cho hắn có chút hải hùng khiếp vía, một cái tiếp một cái liên quan tới dân dương ngân hành lợi không bị ném ra ngoài, một phái mưa gió sắp đến phong mãn lâu tình huống hẳn là sẽ không dừng bài đi, trăm tỷ tài sản ngân hàng A. Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị cũng là nhìn trận mắt hốc mồm, bọn họ trước là vì cái này chút lợi không mà cao hứng, nhìn thấy dừng bài hai chữ này lại đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Hẳn là sẽ không, nhiều như vậy lợi không, có chút không bình thường. Lôi hạo mở miệng nói. Càng là loại thời điểm này, xí nghiệp lại càng không thể chịu thua, đặc biệt là dựa vào tính dự ăn cơm nghề ngân hàng giờ này khắc này lôi hạo cực độ khát vọng được càng nhiều tin tức hơn nhưng hắn chỉ là một người khách hàng quản lý những cái kia cao đoan chiến trường hắn căn bản là tiếp xúc không đến chỉ có thể thông qua tấm kia tương lai ca dây bức tranh đến tiến hành đẩy ngược đạo cá sấu lớn tại lẫn nhau cắn a à, đây chính là rất ít gặp tiết mục đáng tiếc nếu là ta tiếp xúc không đến cái vòng kia lôi hạo ở trong lòng yên lặng nghĩ đến đối với mình hiện trạng bất mãn đã đạt tới một cái đỉnh phong như loại này tiết mục nhất định là có lớn cơ cấu lớn quỹ ngân sách tại vây quanh dân dương ngân hành tiến hành chiến đấu thậm chí dân dương ngân hành cũng chỉ là một cái mồi dẫn lửa nhiều không song phương từ cái cổ thổi lên chiến đấu kèn lệnh sau tiếp theo có lẽ sẽ đem chiến hỏa đốt tới toàn bộ trong nước nghề ngân hàng thậm chí đồng tiền quốc tế thị trường đối với lôi hạo cùng tuyệt đại bộ phận người mà nói những cái kia cao đoan chiến cuộc cho tới bây giờ chính là cách một tầng thật dày nồng vụ dù sao cũng là dính đến đại lượng tiền bạc đánh cờ bất luận cái gì một cái tin tức đều có thể dẫn đến ức cấp trọn và khuyết, ngay cả này đại hình tài chính và kinh tế trang web đều khó có khả năng được nội tình. Quả nhiên, dân dương ngân hành đi ra bác bỏ tin đồn. Lôi hạo ngừng ăn cơm, không ngừng soát tân website, yên lặng chú ý trận này nhiều không giao phong. Lúc này tình huống đối với lôi hạo mà nói kỳ thật thật không tệ, không mới rõ ràng đến có chuẩn bị, bọn họ dùng đại lượng hoặc thực hoặc giả lợi không đánh dân dương ngân hành một trở tay không kịp, tất cả mọi người biết rõ, buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch sau dân dương ngân hành giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ ngã, nhưng giảm mức độ lớn bao nhiêu là là một kiện chuyện không xác định. Ngay cả không mới đều không rõ ràng dân dương ngân hành cụ thể hồi ngã xuống cái nào giới vị A. Lôi hạo nghĩ đến. Dù sao thị trường thay đổi trong nháy mắt, hơn nửa tiền của bọn hắn lượng cấp quá lớn, tính linh hoạt khẳng định liền muốn kém rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều cùng loại ta như vậy tôm tép đang chờ ăn thịt ăn canh đâu. Lôi hạo trong lòng vô cùng hưng phấn, vô luận là quốc gia nào thị trường chứng khoán, chủ đạo người cũng là cá lớn môn, bọn họ không ngừng nắm giữ lấy đủ để ảnh hưởng chỉ số tài chính, cũng khống chế đủ loại tin tức con đường, tôm tép môn cũng chỉ có thể thông qua những cái kia công bố ra tin tức đến phân tích phương diện nào chiếm cứ ưu thế, sau đó cùng kiếm lời một bút, nếu như đặt sai chú thích, vậy chỉ có thể tự nhận không may. Đối với lôi hạo mà nói, có tương lai tin tức, tại tiền của hắn lượng đạt tới cấp bậc nhất định trước đó, hắn là không thể nào đặt trật chú, buổi chiều cái kia 10%, hắn là kiếm lời định. Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị không biết lôi hạo nắm chắc, bọn họ muốn nói gì, trong đầu lại hiện ra lôi hạo hai lần trước nhắm ngay thị trường chứng khoán sự tình, lại nghĩ tới lôi hạo buổi sáng lúc cái kia được ăn cả ngã về không tự tin, chỉ có thể uống lấy rượu tiếp tục kéo đông kéo tay lôi hạo không tâm tư đoán người khác ý nghĩ hắn cấp tốc ăn nhiều mấy ngụm đồ vật móc ra thuốc lá tán một vòng sau đó hút thuốc nhìn xem tương quan tin tức chờ lấy buổi chiều thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch một giờ chiều thị trường chứng khoán đúng giờ bắt đầu phiên giao dịch dần dường ngân hạnh giá cổ phiếu rút nhanh chóng không ngừng từ bốn ba khoảng chừng cao vị một đường ngã xuống bốn không giới vị mới gặp chống cự nhiều không song phương liền bốn không giới vị tiến hành một phen giao chiến, nhưng theo lôi hạo, nhiều mặt ở cái này giới vị chống trừ phản phất có chút ứng phó tính chất, mua bàn ngũ cấp phía trên con số quả thực ít đến thương cảm. Còn muốn ngã, còn muốn ngã. Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị cũng nhìn ra khuynh hướng này. Một điểm không tám phân, dân dương ngân hành giá cổ phiếu bắt đầu chậm chạp dưới dò xét, kẻ buông nước bọt từng bước ép sát lại đã không còn thế như thiên quân tư thế. Một điểm 32 phân, Lôi hạo thấy vậy con mắt đều chua, kẻ buông nước bọt cũng chỉ có tiếng công đến ba. 95 giới vị bên trên, nhiều không song phương lại năm cái ngăn vị về giá cả dặn có 20 đa phần chuông. Mắt thấy mua bàn trở nên phong phú đứng lên, Mã Nguyên Sơn cũng là lòng có tâm thần bất định, không khỏi mở miệng nói. Nếu không liền bình kho đi, cái giá này vị, chúng ta mỗi người có thể kiếm lời cái hết mấy vạn. Đúng vậy a, à. Mã thua thua thế nhưng là không kiếm lời qua nhiều tiền như vậy đâu. Dương Trật Nghị ở bên cạnh cười hì hì nói. Tại thị trường chứng khoán đã thua liền hơn mấy năm núi nghe vậy chỉ là cười cười xấu hổ. Trong lòng của hắn quả thật có thấy tốt thì lấy ý nghĩa. Cái này một làn sóng kiếm lời mấy vạn khối đầy đủ để cho hắn thổi nửa năm. Chờ một chút. Lôi hạo cũng không ngẩng đầu lên nói. Con mắt còn là nhìn chầm chầm thị trường chứng khoán giá thị trường nhìn hiện tại dân dương ngân hành trạng thái xác thực ở vào dạng co, thậm chí bán bàn tờ danh sách đang bị dần dần thôn phệ, mua bàn chậm rãi dày hơn đứng lên. Lôi hạo đem chỉ tiêu thời gian đổi thành ít nhất 5 phút đồng hồ, sau đó điều ra ca dây bức tranh, CCI, KDJ đi chay các loại chỉ tiêu số liệu, những số liệu này đều cho thấy dân dương ngân hành có tăng không gian. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, nếu như không phải có tấm kia ca dây bức tranh, ta lần này khẳng định phải cắm. Lôi hạo trong lòng có chút may mắn, cũng có chút buồn bực. Lôi hạo may mắn là hắn có thể cảm giác tiên tri, buồn bực là nếu như không cái kia tương lai tin tức, thị trường chứng khoán đối với hắn thật đúng là bất hữu thiện. Trướng, trướng trở về. Đúng lúc này, Mã Nguyên Sơn bắt đầu kêu la. Chỉ thấy dân dương ngân hành quả nhiên bắt đầu chậm rãi tăng lên, nhưng tốc độ kia có thể so với rùa bò, chậm chạp không có thể đột phá đến bốn. Không giới vị phía trên nghiêm trọng nhất là trướng sau khi trở về dân dương ngân hành mua bàn liền lộ ra phi thường suy yếu cái kia làm bộ đáng thương ba chữ số mua bàn để cho người ta nhìn đều cảm thấy lòng chua xót trên thực tế dân dương ngân hành không tăng còn tốt cái này vừa tăng ngược lại bại lộ nhiều mặt phô trương thanh thế để cho cùng gió tán hộ đều đã mất đi lòng tin rời rạc bán bàn bắt đầu cấp tốc gia tăng lấy lui làm tiếng lợi hại a à, vừa học đến một tay Lôi hạo liên nghĩ một hồi tấm kia tương lai ca dây bức tranh, đối không thủ lĩnh chiêu này biểu thị điểm khen. Trước cùng nhiều mặt dặn có một lần, sau đó triệt hạ bán bàn để cho giá cổ phiếu tăng trở lại, trực tiếp đánh nhiều mặt một trở tay không kịp, tại mua bàn bán đứng dưới, nhiều mặt tài chính chưa đủ nhược điểm nhìn một cái không sót gì, hơn nửa dạng này xuống tới, tán hộ muốn theo gió làm nhiều lòng tin lập tức quể oải suy sụp. Ngay tại lôi hạo cảm thán thời điểm, trên thị trường lại toát ra một chút không lớn không nhỏ lợi không, phối hợp kẻ buôn nước bọc lục tiếp theo nền xuống bán bàn, dân dương ngân hành giá cổ phiếu bắt đầu cấp tốc trượt. 3, 95, 3, 9, 3, 85, mãi cho đến 3, 85 giới vị lúc, lôi hạo bắt đầu dùng đầu tư bỏ vốn dung khoáng tài khoản bên trong tài chính tại 3, 8 giới vị bên trên ngủ tạm, bởi vì nhiều mặt hư yếu ớt quá, lôi hạo treo ở 3 tám nguyên tờ danh sách rất nhanh liền chậm rãi quét rớt, hắn tại bốn. Ba ném ra những cái kia cổ phiếu rất nhanh liền túc lượng trả lại, cái này một làn sóng khoản lợi nhuận khó khăn lắm đột phá 30 vạn. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, lôi hạo lập tức liền tại ba. Tám giới vị tiếp tục hút trù, đầy kho nắm giữ dân dương ngân hành sau khi, hắn thậm chí bắt tay vào làm bắt đầu đầu tư bỏ vốn mua vào, trong chớp mắt lôi hạo nắm giữ dân dương ngân hành cổ phiếu thị trị đạt tới gần 660 vạn. Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị thấy vậy mắt choáng váng. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Nhà sự tình Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Quả nhiên là chỉ có sai lầm danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, lão hổ ngươi thủ pháp này rất hung dữ a. À? Mã Nguyên Sơn mở miệng nói, cho dù là lấy hắn thân gia, nhìn thấy lôi hạo thao tác phương thức sau đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, tê cả da đầu trước bán không làm tiếp nhiều đồng thời nhiều lần đầy kho cái này ai chịu nổi a à? lôi hạo lúc này đã tiến vào một tên kỳ quái trạng thái nghiệm chứng xong ca dây bức tranh độ chuẩn xác về sau hắn có loại có thế hoàn toàn chưởng khống toàn cục cảm giác tinh thần hoàn toàn hưng phấn lên đây cũng là nó hôm nay giá thấp nhất hiện tại kẻ buông nước bọt làm mưa làm gió nhiều mặt tạm không nói đến dân dương ngân hành bản thân liền không cách nào ngồi yên không lý đến đến ngày mai bắt đầu phiên giao dịch trước đó nhất định có thể phản công trở về, tối thiểu nhất bắt đầu phiên giao dịch giá sẽ không thấp hơn hôm nay báo cáo cuối ngày giá. Lôi hạo giải thích nói. Từ ca dây bức tranh bên trong, lôi hạo biết rõ hôm nay dân dương ngân hành giá cao nhất là 4. Ba ra mặt, giá thấp nhất là 3. Tám không đến, nhưng báo cáo cuối ngày giá là 3. Chính có bao nhiêu a? À? Trong này thì có không lớn không nhỏ lợi nhuận không gian. Cuối cùng, Lôi hạo còn biết dân dương ngân hành ngày mai bắt đầu phiên giao dịch giá là vượt qua bốn. Không, lại có mỗi cổ không? Một ít lợi. Tăng thêm đầu tư bỏ vốn bộ phận, lôi hạo điều động tài chính đạt tới gần 660 vạn, lấy ba. Tám mỗi cổ giá cả đến tính toán, hắn cầm kho số lượng vì là 17.368 tay, cũng chính là 1.736.800 cổ, mỗi cổ lợi nhuận không? Hai nguyên, cái kia chính là 347-360 nguyên. Chỉ cần ngày mai tại tập hợp đấu giá thời điểm cầm giữ kho cổ phiếu treo ở 4. Không giới vị bán đi, lôi hạo liền có thể vững vàng nhập trướng gần 350 nghìn, đây không phải kiếm tiền, là đang giật tiền A. À. Vấn đề ngay tại ở lôi hạo biết những chuyện này, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị có thế đều không biết, bọn họ hải hùng khiếp vía, nhưng tâm tình kỳ thật cũng kích động vô cùng. Lão hổ, tới tới tới, đi một cái. Mã Nguyên Sơn cầm chai rượu lên tử nói ra. Làm. Dương Trật Nghị cũng là hào sản nói. Trong nước thị trường chứng khoán chọn lựa là tê cái không giao dịch chế độ, dùng khoán lúc có thể mua khoán còn khoán, đầu tư bỏ vốn cùng ngày có thế cũng không có biện pháp bán khoán trả tiền, lôi hạo thao tác đã hoàn toàn, liền đại biểu cho hôm nay đánh chung thu binh. Trừ phi lại đầu nhập một chút tài chính, bằng không, vô luận tiếp xuống thị trường chứng khoán như thế nào biến hóa, Lôi hạo nghĩ ứng biến cũng chỉ có chờ đến ngày mai. Lại thêm lôi hạo vừa rồi thế nhưng là vì mọi người kiếm lời 10% lợi nhuận, nhảy mắt chính là 100.000 đồng tiền thu nhập, đặt ở mã nguyên sơn cùng dương trật nghị trên người cũng không phải có cũng được không có cũng được con số, bọn họ có thế không hưng phấn sao? Tạ ơn mã ca dương ca. Lôi hạo cùng hai người này đụng vào cái bình nói ra, tiếng này nói lời cảm tạ hắn nói đến cam tâm tình nguyện. Tuy nói lôi hạo giúp Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị kiếm tiền, nhưng nếu như không có tín nhiệm của bọn hắn cùng ủng hộ, lôi hạo cũng vô pháp nắm giữ những tiền này, kiếm tiền cũng liền không thể nào nói lên. Cùng một chỗ phát tài, ha ha, cùng một chỗ phát tài. Mã Nguyên Sơn cười đến gọi là một cái sáng lạng. Dương Trật Nghị cũng là vui vẻ ra mặt, giờ ngón tay cái lên nói. Tiểu lôi ngươi bản lãnh này, không thể chê. Cũng là sợ nghèo. Lôi hạo có chút cảm thán, hắn quê quán là Phượng Châu thành phố một cái tiểu sơn thôn, phụ mẫu dựa vào trồng trọt cung cấp hắn lên sông Cao Trung, đại học thì là dựa vào giúp học tập cho vay cùng đánh kim chức cứng rắn chống đỡ tiếp, có thể nói lôi hạo đối với tiền tài có khát vọng là có hoàn cảnh nhân tố. Nhớ tới cái này chút, lôi hạo đột nhiên nghĩ tới bản thân giống như thật lâu không cùng trong nhà liên lạc, trong đầu hiện ra song thân khuôn mặt, hắn hốc mắt có chút ẩm ướt, cũng đến để cho phụ mẫu đến Dương Thành hưởng hưởng thanh phúc thời điểm. Nghĩ lên hiện trạng của chính mình, lôi hạo ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, đầu tiên, ta phải thay cái chỗ ở, nơi này còn nhất định phải hoàn cảnh tốt một chút. Lôi hạo thực chất bên trong chính là một hiếu tử, tăng thêm hắn hiện trạng không sai cũng tự tin tương lai sẽ càng tốt hơn, để cho phụ mẫu đến Dương Thành ý nghĩ vừa phù hiện liền làm sao cũng ép không quay về. Trước ném Long Thịnh Cao Khoa cùng quốc thép cái kia mấy cái cổ phiếu, dù sao cái này mấy cái cổ phiếu còn dư lại thu lợi không gian cũng không siêu 10.000, ta đem cái này mấy vạn nói ra, cũng có thể tại dương thành một chút vườn hoa cư xá mướn một tốt phòng ốc. Lôi hạo ở trong lòng tính toán. Dân dương ngân hành cái này một làn sóng, có chừng 100 vạn khoản chừng lợi nhuận, đến lúc đó đem cường tử tiền còn, ta còn có thể có món tiền tài lớn để mà cất bước. Nghĩ tới liền làm, lôi hạo mở ra tiền của mình tài khoản, đem cổ phiếu một mạch cũng biết kho nhìn xem sáng loáng tiếp cận 60.000 con số, trong lòng của hắn đẹp đến mức rất. Lão hổ, không phải nói quốc thép cái này mấy cái cổ phiếu sau thành phố sẽ còn dâng lên sao? Làm sao ném? Mã Nguyên Sơn nhìn thấy lôi hạo thao tác, kinh ngạc nói. Long thịnh cao khoa càng không cần phải nói, liên tục ba cái trúng liền cũng không thấy nó có xu hướng suy tàn, bán thật là đáng tiếc. Không có việc gì, dân dương ngân hành bên này bù lại là được tiền là năm nhân gan, tăng thêm nhiều lần thành công cùng chưa đến tin tức tồn tại, lôi hạo giọng nói chuyện bất tri bất giác trở nên cực độ tự tin, trước kia nặng như thái sơn mấy vạn khối với hắn mà nói đã phản phất nhẹ như lông hồng mấy mau tiền. Làm sao tích? Mã thua thu ngươi còn băng khoan tiểu lôi tiền này là cần thế chấp ngươi cái kia một trăm vạn A. À. Dương trật nghị tử lượng không tốt lắm, cái này một sẽ thuộc về nói chuyện đều không thế nào trải qua đại não, treo gẹo nói ngươi chính là suy nghĩ một chút cái này một làn sóng giá thị trường kết thúc rồi nên báo đáp thế nào tiểu lôi a à? ta tới ngươi ta là cái loại người này sao mã nguyên sơn giả bộ như hung tận nhìn chằm chằm dương trật nghị nói muốn nói đến báo đáp a à, người nào đó cái này một làn sóng giống như hoàn toàn là bạch cọ liền mẹ nó rượu cũng là ta mời ai nha mã thua thu ngươi đây là muốn lên trời a à? dương trật nghị đỏ mặt nhưng trong lòng cũng có chút hư Bất kể nói thế nào, Mã Nguyên Sơn là mượn lôi hạo 100 vạn làm tiền vốn, mà Dương Trật Nghị vẫn thật là là bạch cọ, sợ dĩ tính thế nào cũng là Dương Trật Nghị cần bày tỏ một chút. Tiểu lôi ngươi yên tâm, ta đây còn có mấy cái bằng hữu đều đầu tư cổ phiếu, cái này sóng giá thị trường kết thúc rồi, ta khẳng định giúp ngươi đem bọn hắn kéo qua. Dương Trật Nghị nói xong, lại cảm thấy mình có chút chực, giải thích nói. Không có cách nào ta vốn lưu động nhiều như vậy, bằng không thì cũng mượn ngươi chút tiền vốn không có việc gì cả hai cái mấy năm này làm gì ta ta đều để ở trong lòng chớ báo đáp không báo đáp sự tình thì khỏi nói nói tiền tổn thương cảm tình lôi hạo nói xong lời xã giao nghĩ từ bản thân muốn đổi nhà sự tình lại nói bất quá ta cái này thật đúng là có việc muốn mời các ngươi hỗ trợ lôi hạo đem mình muốn đổi chuyện phòng ốc nói ra đặc biệt đừng nói rõ nghĩ tiếp phụ mẫu tới được trọng điểm trăm thiện hiếu làm đầu, Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị lập tức đối với lôi hạo coi trọng một chút. Muốn cái gì giới vị? Có yêu cầu gì? Mã Dương nhị người đồng thời mở miệng hỏi thăm. Tháng mướn 10.000 trên dưới đi, nếu có tốt biệt thự, hai vạn trong vòng tháng thuê cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhớ tới hai thế hệ trước bối tử đều không hưởng qua phúc, lôi hạo cắn răng nói. Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị kém chút đem bia phun tới, Bọn họ vốn cho rằng lôi hạo đỉnh trời chính là mướn một kiểu nhà trọ phòng ở, không nghĩ tới biệt thự này đều dám nói ra đến. Tiểu lôi ngươi có thể nghĩ kỹ, ở biệt thự, tiền thuê còn là một chuyện, vật nghiệp loại hình chi tiêu cũng không ít, tăng thêm phòng ở quá lớn, quét dọn một lần gần nửa ngày liền đi qua, dạng này xuống tới, ngươi tiếp phụ mẫu là đi lên hưởng phúc còn là bị tội. Dương trật nghị đạo Lôi hạo trong lòng kìm nén một hơi liền muốn để cho phụ mẫu qua tốt một chút hắn tính toán dưới tình huống của mình, cuối cùng vẫn là nói như đinh chém sắt nói. Không có việc gì, ta có thể làm được, đến lúc đó mời nhân viên làm thêm giờ liền tốt. Gặp lôi hào thái độ kiên quyết, Dương Trật Nghị không khuyên nữa, Mã Nguyên Sơn càng là ở trong lòng nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra có người bằng hữu mướn phòng sinh môi giới, có hai ba bộ biệt thự rất không tệ, diện tích 240 nhiều mét vuông, quy cách năm thất ba sảnh bốn vệ, cư xá hoàn cảnh cũng rất tốt, tiền thuê đại khái tại 10.000 năm khoảng chừng, lão hổ ngươi muốn là ưa thích, chúng ta về sau có thể muốn làm hàng xóm đâu. Mã Nguyên Sơn cặn kẻ đem nhà tình huống nói cho lôi hạo nghe, cuối cùng nói bổ sung. Mấy cái này biệt thự trước kia khách trọ là xí nghiệp bên ngoài cao tầng, hiện tại bọn hắn công ty lớn giảm biên chế liền trống ra vài tòa, muốn nhìn phòng, các loại mấy ngày nay bọn họ đem phòng ở thu thập xong chúng ta liền đi. Lôi hạo gật gật đầu, hắn nguyên lai nguyện vọng lớn nhất chính là đem phụ mẫu tiếp đến Dương Thành, hiện tại tại nguyện vọng này sắp thực hiện, hắn liền cảm thấy mình rất thỏa mãn. Đương nhiên, trước đó, Lôi Hạo vẫn còn cần tại dân Dương Ngân Hành cái này một làn sóng trong giá thị trường mặt thu hoạch được đầy đủ ít lợi, hơn nữa ngày mai cùng Lưu Hưng Đông gặp mặt cũng phải bắt đầu an bài. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương. Converter ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Tâm tính Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio buổi chiều 3 điểm thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, dân dương ngân hành giá cổ phiếu vững vàng rơi vào 3. 93 giới vị bên trên, ngũ quý quầy rượu cũng tiến vào khai triển buôn bán công tác chuẩn bị trạng thái, lôi hạo lúc này đã uống đến say chuyến choáng, bạn muốn về nhà ngủ một giấc, lại bị Mã Nguyên Sơn cùng Dương Trật Nghị kéo đến văn phòng lại rót một trận. 3 tháng ngày 24 thứ năm, lôi hạo trời còn chưa sáng đã ra khỏi giường, tùy tiện cùng quầy rượu trước kia đồng sự ăn chút gì, đánh trở lại chỗ ở mở máy tính xem xét giá thị trường cùng tin tức. Hôm nay trong nước thị trường chứng khoán mặc dù còn chưa mở bàn, nhưng toàn cầu thị trường chứng khoán toàn tuyến hướng tốt, nghĩ đến A cổ cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Lôi hạo có chút đáng tiếc là đồng sự nhóm trong khoảng thời gian này chỉ xuất hiện một đầu chưa đến tin tức, hơn nữa còn là vô dụng. Từ tương lai ca dây trong bản vẽ, lôi hạo biết rõ hôm nay dân dương ngân hành bắt đầu phiên giao dịch giá vì là bốn. Không nhiều một chút báo cáo cuối ngày giá là 3. 95, giá cao nhất vì là không đến 4. 1, giá thấp nhất vì là ba 7 không đến, dao động vẫn là vô cùng khoa trương. Rất nhanh, tập hợp đấu giá lúc lôi hạo liền lấy 4. Không giới vị hoàn thành rõ ràng kho, đây không chỉ để cho hắn khoản xuất hiện 380 vạn có thể dùng tài chính, đầu tư bỏ vốn dung khoáng cũng khôi phục lại cùng cái số này giống nhau hạn mức toàn cầu thị trường chứng khoán hướng tốt vì là nhiều mặt tăng thêm một chút lực lượng tăng thêm cả đêm tụ lực cao mở cũng đã thực hiện nhưng từ ca dây bức tranh đến xem hôm nay giá thấp nhất sẽ bị kẻ buông nước bọt ép phá ba bảy giới vị nhìn xem dân dương ngân hành giá cổ phiếu lấy bốn không hai bắt đầu phiên giao dịch cũng ở đây dây dưa lôi hạo tại đem hết toàn lực phân tích hôm nay tình hình chiến đấu nên so với hôm qua còn kịch liệt mới đúng lôi hạo hạ quyết tâm. Dù cho cái suy đoán này sai, ta nhiều lắm là trên dưới cũng ít đi bảy tám phần lợi nhuận không gian, nếu như chính xác, giống ngày hôm qua loại thô bạo thủ pháp liền không thích dùng. Lôi hạo có chút đau đầu, tình hình chiến đấu kịch liệt liền đại biểu cho giá cổ phiếu hội tấp nập ba đồng, có thể có lợi nhuận không gian cũng liền có thêm, nhưng hắn hiện tại chỉ là đã biết cao nhất cùng giá thấp nhất, trung gian những cái kia giá cả biến hóa liền chỉ có thể tự phân tích nếu như lôi hạo thỏa mãn một cái dao động lợi nhuận hắn có thể áp dụng ngày hôm qua dạng thủ pháp giá cao nhất dung khoáng giá thấp nhất đầu tư bỏ vốn là được nhưng hắn muốn kiếm càng nhiều mà nói dù cho không có ở đây giá cao nhất cùng giá thấp nhất chỉ cần nhìn không hoặc nhìn nhiều hắn nhất định phải tiến hành đầu tư bỏ vốn dung khoán cái trước đối với lôi hạo mà nói là không gió hiểm não tàn thức thao tác cái sau là cổ có nguy hiểm nhất định nếu hắn nhìn lầm rồi Loại thứ hai thao tác phương thức liền sẽ so loại thứ nhất thiếu bộ phận ít lợi. Tỷ như lôi hạo tại 4. Không nhìn không sao dung khoáng, nhưng giá cổ phiếu vọt thẳng đến cao hơn, sẽ xuất hiện khoản hao tổn, hắn nhất định phải đỉnh lấy hao tổn tiến hành giao nhận hoặc là cứng trắng chịu đựng các loại giá cổ phiếu ngã trở về. Đương nhiên, đối với lôi hạo mà nói hắn chỉ cần đồng ý nhận mệnh, liền không cần lo lắng cuối cùng sẽ xuất hiện thực tế hao tổn dù sao giá cao nhất cùng giá thấp nhất đã sớm đã biết bốn không làm không sao trướng thì thế nào chỉ cần giá thấp nhất còn không có xuất hiện lôi hạo liền có thể vững vàng có ít nhất không ba lợi nhuận không gian đánh cược một lần chứ ta cũng không tin hôm nay dân dương ngân hành giá thị trường khẳng định đơn giản không nó nhất định sẽ có một phen đánh giằng co lôi hạo tự nhủ dù sao ngày mai là thấp mở hơn nữa ta lại không hao tổn phong hiểm nhiều lắm là chính là kiếm ít kiếm nhiều mà thôi, này cũng nói sợ, không bằng về nhà làm ruộng đi. Hạ quyết tâm, lôi hạo nhìn một chút hiện tại ở vào ba. 97 giới vị, dựa theo ý nghĩ của mình bắt đầu dung khoáng làm không, cái này một làn sóng hắn dung khoáng bán hết sạch 8.000 tay, tăng thêm tiền thuê tổng cộng dùng gần 320 vạn đầu tư bỏ vốn dung khoáng hạn mức. Nửa giờ sau, dân dương ngân hành giá cổ phiếu ngã xuống đến ba. 91 phụ cận, lôi hạo bắt đầu bình kho, mặc dù tiếp lấy giá cổ phiếu rất phá ba. 9. Nhưng hắn cũng có không. Không sáu lợi nhuận, 80 vạn tay cũng chính là không đến 50.000 thu hoạch, thuận tiện lần nữa khôi phục cũng đem đầu tư bỏ vốn dung khoán hạn mức tăng lên không đến 50.000. Ngay sau đó, lôi hạo kiếm nhiều ít thua thiệt, dựa vào lấy phân tích của mình, dùng mấy cái thao tác, tại buổi trưa bàn nghỉ ngơi trước đó thế mà kiếm lời gần 30 vạn khó khăn lắm để cho tài khoản con số đột phá 4 100 000 4 07 4 08 ta nhớ được nó hôm nay giá cao nhất không đến 4 1 lôi hạo lại là một lần muốn dung khoáng bán không thao tác trước đó dần dường ngân hành giới vị đột nhiên tăng lên mấy cái giới vị hắn kinh ngạc sau khi bất đắc dĩ sửa đổi một chút con số trực tiếp đầy kho dung khoáng bán không giá cao nhất đi ra ta liền đợi đến nó ngã xuống ba bảy liền bình kho đi vừa vặn dưới buổi trưa lưu đi ra gặp một chút cường tử lão bản lôi hạo có chút đáng tiếc nghĩ đến sau đó do dự một chút cũng không đổi trang phục chính thức trực tiếp ăn mặc quần áo thoải mái liền đi ra ngoài cùng trước mấy ngày khác biệt hiện tại lôi hạo tâm thái rất khác biệt có hai ngày này kinh lịch hắn cho dù là đi gặp lưu hưng đông cho dù là có lòng muốn đem đối phương phát triển trở thành danh nghĩa hộ khách nhưng lại không còn có đem mình thả ở thế yếu mới Lôi hạo bây giờ tâm tính ngược lại ẩn ẩn có chút cường thế, hắn là đi đưa tiền, tại sao phải yếu thế? Ngươi lưu hưng đông nếu là không nguyện ý, sớm muộn có vương hứng thú đông, trương hứng thú đông tự phát tới tiền ta. Sở dĩ lôi hạo liền gặp khách hàng cần mặc trang phục chính thức quy củ đều quên hết đi, hắn cảm thấy làm sao dễ chịu liền làm sao mặc, một thân quần áo thoải mái liền đánh tiếng về ước hẹn địa điểm, rất cho tới 11 giờ nữa đều có điểm không nhanh không chậm. Tiên sinh ngài khỏe. Ước hẹn địa điểm là một nhà dương sơn khu 4 khách sạn cấp sao, nghe nói hải sản thật không tệ, lôi hạo bị tiếp khách mời trở ra, thì có phục vụ viên bên trên tới chào. Ngài khỏe chứ, tiên sinh sang bên này, xin hỏi mấy vị. Ba người, mở bao xương. Lôi hạo chưa từng tới nơi này ăn cơm, tò mò quan sát bốn phía một chút vây sửa sang, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất, hắn lấy trước đi vào những địa phương này, có thể luôn có một loại trái tim tại ẩn ẩn làm đau cảm giác hiện tại ngược lại một hai ngàn tiêu phí cũng không có gì lớn. Quán rượu nhân viên đều là nhân tin, mặc dù các nàng không lại bởi vì khách nhân sau khi vào cửa rụt trè thì trở nên mặt, nhưng này chút vào khách sạn giống vào đại bài đương một dạng khách nhân, các nàng liền càng không dám thất lễ. Lôi hạo biểu hiện để cho phục vụ viên đã biết hắn chưa từng tới cái này, nhưng này ánh mắt không có nửa điểm rụt trè, ngược lại có loại tại đánh giá cái quán rượu này ý nghĩa, liền để cho phục vụ viên nụ cười lại nhiệt tình thêm vài phần tử điếm chúng ta là việc Quảng Đông, làm tập đoàn vốn riêng kiến thiết, ăn chung, giải trí, dừng chân một thể, là Dương Sơn khu số 1 số 2. Phục vụ viên cười giới thiệu, đây thật ra là các nàng một cái nhiệm vụ, nếu như hộ khách đối với khách sạn cảm thấy hứng thú, nhất định phải lập tức ra sức giới thiệu, bằng không thì chủ quản nhưng không biết ở nơi nào nhìn chầm chầm đâu. Lôi hạo liền nghe lấy phục vụ viên giới thiệu đi vào bao xương, cái sau lập tức ân cần bưng trà dân nước, thậm chí không đến một phút đồng hồ thì có mặt khác phục vụ viên của đưa tới khăn nóng. Tiên sinh là hiện tại chọn món ăn sao? Phục vụ viên mỉm cười đặt câu hỏi. Lôi hạo tại khi đi tới liền đã cho lôi chấn cường gọi điện thoại, cái sau cùng Lưu Hưng Đông lúc này chính trên đường, hẳn là biết trong vòng 10 phút đến hiện trường, là lấy hắn chọn món ăn mà nói thật đúng là thời gian vừa vặn. Chỉ là cái này mời khách ăn cơm, nói như vậy là muốn để cho khách nhân chọn món ăn, trừ phi. "Wa, wow, các ngươi cái này đồ ăn thật đắt a." À. Lôi Hạo mở ra thực đơn chuẩn bị bản thân chọn món ăn, nhìn thấy toàn cảnh là ba chữ số đồ ăn giá sau khi, hắn đậu đen rau muốn một câu, được phục vụ viên mỉm cười ngọt ngào mặt xem như đáp lại. Không có cách nào Lôi Hạo trên mặt treo là kinh ngạc, nhưng thật đúng là không nửa điểm xấu hổ, hắn mặc dù có chút cho phép đau lòng, lại cũng không có cảm thấy bản thân liền tiêu phí không nổi. Hấp đại bảo cá lại đến chỉ hoa hồng lớn cua. Sau đó Tôn Hùng ba đầu rượu mà nói. Lôi Hạo nghĩ nghĩ, dựa theo khẩu vị của chính mình nói ra. "Ta uống bia liền tốt, đám người khác bọn hắn tới bản thân điểm, sau đó lại." Ba người phần thực đơn không bao lâu, Lôi Hạo gọi món ăn ở chỗ này đều được cho cấp cao, càng lưu lại một chút không gian cho khách nhân phát huy, sợ dĩ hắn căn bản không lo lắng đợi chút nữa hội lãnh đạm người khác. Đây chính là gọi món ăn học vấn khách nhân gọi món ăn tự nhiên là đạo lý quyết định, nhưng chủ nhân nếu như điểm trên một cái bàn cấp bậc, người xem như khách nhân cũng liền phát huy một lần tính năng động chủ quan, nhiều nhất thêm chút cỏn con mà thôi. Lúc này lôi hào thậm chí đều không coi Lưu Hưng Đông là chủ khách, mà là càng suy nghĩ nhiều hơn muốn mời lôi chấn cường ăn một bữa tốt, hắn một bàn này xuống dưới, phục vụ viên nụ cười cũng là ngọt hơn. Không bao lâu, lôi chấn cường cùng Lưu Hưng Đông đạt tới hiện trường cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Cường nhân gặp mặt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lưu Tổng, Cường Tử Lôi hạo đứng dậy, ra hiệu hai người nhập tọa, trong lúc đó lặng lẽ quan sát một chút Lưu Hưng Đông. Chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, ngũ quan thâm thúy dáng người thẳng tắp, chính là bụng vi vi lồi ra một chút, trong lúc mơ hồ đó có thể thấy được người này lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một soái tiểu tử, đến cái tuổi này, xuất khí là lắng động làm một loại thành thục nam nhân mị lực, không hổ là cưới được tướng mạo xinh đẹp tiểu tử nghèo. Lưu tổng ngươi tốt, ta là cường tử bằng hữu lôi hạo, tại công ty chứng khoán làm việc. Vừa hạ xuống tòa, lôi hạo dứt bỏ rồi những cái kia khúc nhạc dạo, trực tiếp xuất ra danh thiếp hai tay đưa về phía Lưu Hưng Đông. Lúc đầu nha, hộ khách quản lý lôi kéo khách hàng lớn thời điểm, cái này tấm ít có đưa đến nhanh như vậy, phần lớn đều sẽ trước chào hỏi nịnh nọt đối phương vài câu. Chỉ là lôi hạo vừa rồi tại thấy được tình, đầu óc còn không có quay lại, tăng thêm trong tiềm thức đã không có đem khai phát hộ khách xem như cái đại sự gì, động tác của hắn liền tùy ý chút. Người tốt. Lưu Hưng Đông trang phục làm như không thấy được lôi hạo động tác, cố ý cúi đầu xuống từ trong túi quần móc ra thuốc lá, con mắt nhìn cũng không nhìn lôi hạo bên này, trong bữa tiệc ba người, hắn lại là chỉ lấy hai điếu thuốc, liền cạnh đều không lại lý lôi hạo. Đông ca, lôi chấn cường không minh bạch Lưu Hưng Đông vì sao làm như thế, nhưng hắn không có tiếp thuốc lá, mà là uống thanh uống khí nói ra. Lão hổ là huynh đệ của ta. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Lưu Hưng Đông bất đắc dĩ lắc đầu, liền muốn xoay đầu lại nói với lôi hạo hai câu nói mang tính hình thức, lại là phát hiện thế mà đem danh thiếp đều thu về, chính ngồi ở chỗ đó tốt như cái gì sự tình đều không phát sinh đâu. Lưu Hưng Đông trong mắt hơi hiếp, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là chậm rãi đốt thuốc lá, cũng không nói chuyện lôi chấn cường cả người đều ngu, hắn không minh bạch Lưu Hưng Đông vì sao lại nhìn lôi hạo không vừa mắt, cũng không hiểu lôi hạo thậm chí ngay cả điểm ấy khí đều nuốt không trôi. Kỳ thật, đừng nói lôi chấn cường không minh bạch, lôi hạo cũng không hiểu, hắn trước kia phát triển khách hàng thời điểm cũng không phải không chịu qua đối xử lạnh nhạt, lần này Lưu Hưng Đông liền bày một sắc mặt, hắn liền cảm thấy mình bị vũ nhục, phản xạ có điều kiện giống như liền đem đưa danh thiếp động tác thu hồi lại lão hổ, ngươi hai ngày này cổ phiếu thế nào? cũng khó cho lôi chấn cường, cái này khờ hàng chỉ có thể sát có chuyện là hỏi cho tới bây giờ không quan tâm qua thị trường chứng khoán đến. nghe được lôi chấn cường, lôi hạo mới đem trái tim bên trong tạp thất tạp bác suy nghĩ ép trở về, lắc đầu cười nói, cũng không tệ lắm, ân, rất không tệ. hắc, đông ca cũng ưa thích đầu tư cổ phiếu, hai người các ngươi khẳng định có lại nói. lôi chấn cường lúng túng nói nhìn xem huynh để lúng túng biểu lộ, lôi hạo trong lòng âm thầm tự trách, cử động của hắn đối với mình ngược lại là không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng rõ ràng chính là để cho lôi chấn cường khó làm. Lưu Tổng Lôi hạo nghĩ nghĩ, thở dài nói với Lưu Hưng Đông. Ta không biết địa phương nào đắc tội ngươi, có thể mở ra nói sao? Ha ha! Lưu Hưng Đông ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Lôi tiên sinh hẳn là ta đã thấy nhất ngạo khí hộ khách giám đốc quá khen còn có đây này ngươi là giả không biết còn là thật không biết lưu hưng đông lắc đầu nhíu mày nói liền nói vừa rồi đưa danh thiếp việc này đi ngươi không cảm thấy mình làm sai việc này ta thiếu cân nhắc làm khó cường tử lôi hạo thuận miệng liền trả lời nói quay đầu lại đối với lưu hưng đông nghiêm túc nói nhưng đối với lưu tổng ta không cảm thấy dù sao ta là tương đối ngạo khí có ý tứ lưu hưng đông lắc đầu nói vậy ngươi mời ta tới là làm gì hiện ra ngươi một chút ngạo khí ngươi sẽ không sợ liên lụy cường tử cường tử cùng ta là huynh đệ ta liền là của hắn hắn chính là ta ta không sợ hắn cũng không để ý lôi hạo tâm tư kỳ thật rất đơn giản cường tử nếu như bởi vì hắn mà bị lão bản làm khó dễ như vậy đổi công việc thì sao Lôi Hạo hoàn toàn không biết mình chỗ nào đắc tội Lưu Hưng Đông, đối phương rõ ràng là muốn cho hắn khó xử, nếu là lúc trước hắn sẽ còn bất an, nhưng bây giờ lại là liền giải thích cũng không có gấp gáp, thậm chí tự nhận ngạo khí đều làm được. Về phần Lôi Chấn Cường, Lôi Hạo cùng hắn là huynh đệ, không hội bởi vì việc này lên bẩn thiểu. Lại nói, Lôi Hạo nếu là thành công, như thế nào không dẫn Lôi Chấn Cường một cái, cho Lưu Hưng Đông làm tài xế phần công tác này còn thật không phải nhận Lôi Hạo công nhận. Quả nhiên, Lưu Hưng Đông cười lạnh nói, ngươi thật đúng là cường tử hảo huynh đệ a. À? Đông Ca, trong mong nhìn xem huynh đệ cùng lão bản khởi xung đột, Lôi Chấn cường trong lòng thực cảm giác khó chịu, chính muốn nói gì, cửa phòng cũng là bị người gõ. Lôi Hạo tưởng rằng phục vụ viên, thuận miệng hô câu tiến đến, lại không nghĩ vào được một cái để cho hắn kinh ngạc vạn phần người. Tiểu Lôi, thật bất ngờ a, à? ngươi tới hai mươi mấy tuổi mang theo mắt kiến gọng vàng, một bộ nhã nhặn bộ dáng, nụ cười trên mặt lại làm cho Lôi Hạo cảm thấy thật buồn nôn. "Tiểu Cố a, à, tới ngồi, tới ngồi." Lưu Hưng Đông đối đãi Cố Thụ hàm thái độ so đối với Lôi Hạo muốn tốt rất nhiều, cũng không để ý Lôi Hạo có nguyện ý hay không, liền ngoắc gọi đối phương ngồi vào vị trí, lại cười tủm tỉm đối với Lôi Hạo hỏi: "Hiện tại biết rõ ta vì sao không quen nhìn ngươi sao?" Có chút suy đoán, không dám khẳng định. Lôi hạo nhẹ gật đầu nói ra. Cố thụ hàm, thái hòa chứng khoán hộ khách quản lý, chứng khoán nghiệp hộ khách quản lý nhập hành lúc là hội từ tiền bối dạy khai triển công việc, người mới đồng dạng sẽ cùng cái này tiền bối sư đồ tương xứng, lôi hạo ngay lúc đó sư phụ chính là cố thụ hàm. Chỉ bất quá lôi hạo cùng cố thụ hàm quan hệ thế nhưng là tương đối ác liệt. So sánh cái khác mới từ tháp ngà đi ra tốt nghiệp, lôi hạo toàn chức trước đó đã làm qua tốt nhiều kim chức lúc trước hắn đã cảm thấy cố thụ hàm người này hai mặt về sau cố thụ hàm đùa nghịch ra thủ đoạn thiết lôi hạo hộ khách dẫn đến lôi hạo từ thái hòa chứng khoán từ chức quan hệ của hai người nói là cừu nhân cũng một chút không đủ lưu tổng hộ khách quản lý là hắn lôi hạo chỉ cố thụ hàm đối với lưu hưng đông hỏi được khẳng định sau khi hắn lập tức mở miệng nói cái kia ta không sai biệt lắm hiểu lôi hạo quả thật có chút hiểu rồi Lưu Hưng Đông vì sao rõ ràng đối với lôi chấn cường rất không tệ lại có thù với hắn, rất hiển nhiên, cố thù hàm ở trong đó phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Trên thực tế cùng lôi Hạo nghĩ không sai biệt lắm, Lưu Hưng Đông đối với lôi chấn cường cảm nhận là 10 điểm không sai, còn có đem lôi chấn cường phát triển là tâm phúc ý nghĩ. Làm lôi chấn cường nói lôi hạo sự tình sau khi, Lưu Hưng Đông mới đầu ông thái độ là có chút không thích lôi hạo cách làm, nhưng cũng không sao cả để ý, trực tiếp thì cho mặt mũi. Về sau không biết vì sao, việc này bị cố thủ hàm đã biết, sự tình lập tức liền hướng lấy lôi hạo vừa nghĩ đến quỷ tích đi phát triển. Lưu Hưng Đông đi một chuyến thái hòa chứng khoán, sau đó trong lúc vô tình sẽ biết lôi hạo người này hỏng bét, phẩm hạnh, cảm thấy lôi chấn cường bị lôi hạo lợi dụng Lưu Hưng Đông, đối với lôi hạo đương nhiên không có bất luận cái gì hảo cảm. Biết rõ lôi hạo muốn đem hắn phát triển vì là hộ khách, Lưu Hưng Đông lại trực tiếp gọi tới hắn đương nhiệm hộ khách quản lý cố thụ hàm, đây nhất định là muốn gây sự. Cường tử, ngươi cũng đừng trách Đông ca, là ta biết chuyện này, tìm quan hệ để cho Đông ca ngượng nhiều mặt mũi mới để cho ta tới được. Cố thụ hàm rất biết cách nói chuyện, trực tiếp hướng về phía lôi chấn cường nói. Lại nói, coi như ngươi muốn đâm ta một đao, tốt xấu để cho ta chuyển thân, ngươi chính diện đến nha. Nghe cố thụ hàm, lôi chấn cường mới đầu có chút xấu hổ, nhưng nhìn nhìn lôi hạo, hắn đột nhiên liền đùa nghịch lên lưu manh, nói. Đâm ngươi liền đâm ngươi, đông ca, ta bất kể, ta dù sao cũng đứng ở lão hổ bên này. Nghe lôi chấn cường, lôi hạo trong lòng noãn dung dung. Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương, converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 mắt trợn tròn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái gì gọi là huynh đệ, chính là làm ngươi gặp được sự tình, dù cho chống đối lão bản cũng muốn ủng hộ ngươi người. Nhìn nhìn lại Lưu Hưng Đông dù cho bị lôi chấn cường chống đối cũng chỉ là nghĩ đem hỏa khí phát tiết đến bên này thời điểm, lôi hạo đối với hiện trường tình huống liền đại khái trưởng nắm lại. Lão bản này ngược lại cũng không sai, nên cho là ta là cường tử hồ bằng cẩu hữu, đây là tới bốc trần ta chân diện mục sao. Lôi hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Lưu Hưng Đông cảm giác bài xích liền biến mất đại bộ phận. Lôi hạo tâm tình âm chuyển tinh, hắn vốn là đối với đem Lưu Hưng Đông phát triển vì là hộ khách, chuyện này nhu cầu độ giảm xuống không ít. Hiện tại phát hiện hai người ẩn ẩn có điểm giống nhau, chỉ là cố thụ hàm ở trong đó quấy phá, lôi hạo càng là không bao nhiêu khúc mắt. Đương nhiên, lôi hạo đối với Lưu Hưng Đông không khúc mắt, đối với cố thụ hàm là hoàn toàn khác biệt cái sau nghĩ đến cũng là tự biết mình vì là di bổ ta không mời mà tới hôm nay cái này bỗng nhiên liền để cho ta tới mời đi cố thụ hàm nói xong lời xã giao nói lưu tổng nơi này ngài tương đối quen ngài đến gọi món ăn thế nào được lưu hưng đông bị lôi chấn cường đỉnh đụng vào tiểu tâm can chính vi vi làm đau đây thuận thế liền xuống bậc thang đồ ăn ta điểm một nửa đương nhiên là ba người phần. Lôi hạo nhắc nhở nói. Đáng tiếc không biết cố quản lý cũng muốn đi qua, nếu không để cho phục vụ viên dựa theo tờ đơn thêm một phần. Tiểu lôi tính tình còn là nôn nóng như vậy. Cố thụ hàm giọng mang hai ý nghĩa nói ra. Ngươi nhập hành lúc ta dạy thế nào ngươi? Điểm ấy đồ ăn sự tình nhất định là muốn để khách nhân đến. Sở dĩ ta từ chức. Lôi hạo trừng mắt nhìn nói ra bởi vì cố quản lý dạy đồ vật đối với ta không thích hợp ha ha cố thụ hàm lắc đầu ra vẻ bật cười nói có câu nói rất hay một ngày vi sư cả đời vi phụ tiểu lôi ngươi tốt xấu cũng lưu cho ta cái mặt mũi a à. ta khẳng định không phải nhận giặc làm cha đồ đê tiện lôi hạo đương nhiên sẽ không bị cố thụ hàm chiếm tiện nghi mắt thấy hai người miệng lưỡi sắc bén chiến đấu lưu hưng đông cùng lôi chấn cường ngay ở bên cạnh yên tĩnh hút thuốc Lưu Hưng Đông là tạm thời không nghĩ chen vào nói, lôi chấn cường thì là trình độ kỹ thuật không quá quan, căn bản không biện pháp chen vào nói. Điểm nhiều hai phần, cường tử lượng cơm ăn lớn, tiểu cố chính ngươi điểm một phần, lại cho cường tử cũng tới một phần. Lưu Hưng Đông cuối cùng mở miệng, trong ngôn ngữ cũng biểu lộ đối với lôi chấn cường vừa rồi chống đối chuyện của mình hoàn toàn không ngại, càng nho nhỏ hơn cho đi cố thụ hàm một cái áp chế lôi hạo cơ hội. Được. Cố thụ hàm tâm lý thích không cần. Lôi hạo còn chưa lên tiếng, lôi chấn cường liền cứng cổ nói. Ngươi điểm đông ca phần kia, lão hổ điểm ba phần, hai chúng ta đủ ăn. Vậy được, vậy cũng được. Nhìn xem lưu hưng đông tức giận đến mặt cũng hơi đỏ lên, cố thụ hàm ngoại miệng ứng phó. Đối với lôi chấn cường tại lưu hưng đông trong lòng địa vị là không ngừng hâm mộ, nhìn tình huống cũng không tức giận, thân đệ đệ cũng không gì hơn cái này lôi hạo cũng là cảm thấy lưu hưng đông đối với lôi chấn cường tốt quá đi bất quá hắn cũng không lo lắng cố thụ hàm ở trên đây làm văn chương ngược lại cảm giác đối phương có chút tìm đường chết hai ngày này lôi hạo bộ pháp bước so sánh lớn muốn nói cho hắn trợ giúp lớn nhất lại không phải những người khác mà chính là lôi chấn cường nếu như không có lôi chấn cường cái kia bốn vạn lôi hạo cảm thấy mã nguyên sơn sẽ không yên tâm đem một trăm vạn cho hắn mượn thao tác chuyện kế tiếp khả năng liền không thể nào nói đến một lát trước đó, lôi hạo gọi món ăn thời điểm trong lòng là coi lôi chấn cường là chủ khách, vậy dĩ nhiên là tốt bao nhiêu liền lên tốt bao nhiêu, tuyệt đối là cái quán rượu này mặt hàng cao cấp. Cố thụ hàm tháng thu nhập muốn lành nghề tình không sai thời điểm mới có thể hơn vạn, làm người càng là cùng hào sản không hợp, hắn có thể chút gì đồ ăn. Lôi hạo đối với cái này rất chờ mong. Lôi hạo nếu sớm điểm đồ ăn, vậy chắc chắn sẽ không là cái gì rau xanh đậu hũ tối thiểu nhất cũng được mặt bàn. Cố thụ hàm cũng ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nhưng hắn tiểu tử nghèo một cái, đính thiên điểm một bàn bốn chữ số đồ ăn, ta bảo hiểm một chút, cũng tốt để cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch. Nghĩ thông suốt, sau khi, cố thụ hàm gọi tới phục vụ viên, mặt ngoài hào sản trong lòng nhưng không mất móc tác, điểm hai cái năm trăm tám mươi tám sáu trang. Khiến người ngoài ý là, phục vụ viên này nhìn cố thụ hàm ghi món ăn xong, lại trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng lôi hạo bên này, hiển nhiên là đang do dự. Mang thức ăn lên là được. Lôi hạo trong lòng kém chút cười nghiêng ngửa, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, còn hướng lưu hưng đông bên kia nói bổ sung. Hai cái sáo trang lên tới lưu tổng cùng cố quản lý bên kia, ta gọi đến bên này. Tốt tiên sinh. Phục vụ viên mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là quay đầu đối với cố thụ hàm đặt câu hỏi. Tiên sinh, ngài cần uống rượu gì sao? Khụ khụ, Lưu Tổng ngài cảm thấy thế nào? Cố thụ hàm ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, đem thoại đề chuyển cho Lưu Hưng Đông. Mở bình bạch long. Lưu Hưng Đông bình tĩnh nói, nhưng từ hắn điểm tên rượu liền biết hắn nhưng thật ra là để ý. Bạch Long là trong nước một nhà nổi danh phẩm chất ác chủ bài sản phẩm, giá cả 1888. Ăn 588 sáu trang, uống 1888 rượu, Lưu Hưng Đông rõ ràng là để ý. Cố thụ hàm lúc này trong lòng liền thất thượng bác hạ, nhưng hắn đâm lao phải theo lao, đành phải tại bản thân an ủi. Lôi hạo trước tới điểm đồ ăn, phục vụ viên cho là hắn là chủ nhân, khẳng định là như vậy. Qua thêm vài phút đồng hồ, phục vụ viên lục tiếp theo món ăn bắt đầu vào đến, đầu tiên là cùng chung thức ăn, lôi hạo điểm là đại bảo cá cùng hoa hồng lớn cua, cố thụ hàm mặc dù có chút ngoại ý muốn, nhưng còn tính là căng đến ở. Cái quán rượu này ăn uống bộ chọn tài liệu tương đối bắt bẻ, lại thêm giá cả tương đối cao, bên ngoài mấy chục một cân đại bảo cá bọn họ nơi này một phần là 388, hoa hồng lớn cua là trực tiếp lật cái lật, khác biệt cộng lại liền bù đắp được cố thụ hàm điểm 2 phần 6 trang. Điểm 2 phần quý đồ ăn, sau đó xứng một chút phổ thông, nhất định là như vậy. Cố thụ hàm ở trong lòng tự an ủi mình, đặc biệt là nhìn thấy lôi hạo gọi lại là bia sau khi, hắn liền càng thêm yên tâm. Tiểu lôi làm sao uống bia đâu? Nếu không đến chén bạch long, Cố thụ hàm cười hỏi, thuận thế đập lưu hưng đông một cái mông ngựa. Ngươi cũng thật là, lưu tổng có thể uống không quen bia. Cái rắm, đồng cà uống không quen là rượu đế. Lôi chấn cường đi ra phá, uống không quen là rượu đỏ rượu đế. Khụ khụ, cường tử ngươi im miệng, ăn ngươi đồ vật. Lưu Hưng Đông nhịn không được huống lôi chấn cường một câu. Lôi hạo vẫn chưa trả lời, ở bên cạnh phục vụ viên nắm lấy vì là đại lão bản giải vây tâm thái, mở miệng nói. Hải sản xứng rượu để làm dù không sai, xứng bia cũng là đặc sắc, đặc biệt là cái này phẩm chất bia, nó là Australia nổi danh nhãn hiệu, cùng tôm hùng cùng một chỗ vào trong bụng, cái kia nhẹ nhàng khoan khoái kinh. Phục vụ viên cho cố thụ hàm đến rồi một đao, Tôm hùng hai chữ đặt ở cố thụ hàm trong lỗ tai đó là tương đối đau nhói. Úc, tôm hùng. Cố thụ hàm cả người ngốc. Nhà này tứ tinh quán rượu ăn uống vì sao nổi danh. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó một điểm rất trọng yếu chính là bọn họ tôm hùng rất nổi danh, chẳng những vật liệu có thể cầm tới người khác không lấy được mặt hàng, đầu bếp càng là đỉnh cao, sở dĩ bọn họ đem tôm hùng làm thành sáu trang, một phần dám bán. 1888, đúng vậy, Úc hàng dài, tăng thêm xứng rượu xứng đồ ăn một chút đồ hỗn tạp, một phần 1888, cùng một bình bạch long một dạng, cho nên nói bọn chúng cũng là long A. Cố thụ hàm mắt trợn tròn nguyên nhân chính là lôi hạo thế mà điểm loại này sáu trang, hơn nữa một lần chính là ba phần, cái này một bữa cho đến trước mắt cộng lại liền đã vượt mươi ngàn. Lôi hạo lấy tiền ở đâu? Ở đâu ra lá gan? Không đúng, vừa rồi ai nói cái này một bữa hắn mời. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển dời đến cố thụ hàm trên người. Cầu vút 9.10 ở mỗi cuối chương. Converter. Ký hiệu nguy hiểm sinh học Trinh En xin cảm ơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.